Quý vị phải nhớ rằng nếu suy nghĩ ra được cuộc đời mình sẽ chết đi, thì đến với cuộc đời này chúng ta bị một cái tát tai hay bị một cái quýnh đập, chúng ta hãy nghĩ thân này sẽ chết đi. Khi chết đi thì chúng ta đi chầu Di Đà. Nghĩ đến điều này mình rất hạnh phúc quý vị, cực kỳ hạnh phúc. Và mọi mặt chúng ta đều chịu đựng được vì mình nghĩ mình là ở thế giới cực lạc. Mình sẽ về thế giới cực lạc. Cứ nghĩ như vậy đi, cứ nghĩ như vậy đi. Người ta là người giúp mình để mau về thế giới cực lạc, càng phát tâm về thế giới cực lạc. Nên cái người niệm Phật là người đại phước báo. Mà đại phước báo này quý vị phải nhận thức được câu Phật hiệu. Khi nhận thức được câu Phật hiệu rồi, lúc đó quý vị thật sự mới là người phát nguyện niệm Phật cả đời. Quý vị ơi, chúng ta cũng niệm Phật nhưng do chúng ta bị bỏ cuộc. Quý vị biết rằng dù cái Bồ Đề có sức sinh tồn cực kỳ cao độ như vậy, nhưng mỗi ngày thì thật sự người trong chùa cũng phải tưới ảnh miếng nước. Thì bây giờ quý vị gặp Phật Pháp, nếu như quý vị không được sự nhắc nhở tưới tẩm cái tâm quý vị, thì quý vị cũng rất dễ bỏ cuộc. Nên quý vị nhớ rằng là nếu như mỗi ngày mà không được sự nhắc nhở một câu ai Phật niệm đến cùng, quý vị sẽ bị bỏ cuộc. Vì có những lúc quý vị niệm Phật, quý vị gặp những sự cố trong cuộc đời, quý vị nghĩ rằng thôi phải dành thời gian để giải quyết sự cố. Không phải đâu. Có những việc trong cuộc đời này quý vị càng giải quyết thì càng rắc rối. Nhưng nếu quý vị biết quy về câu Phật hiệu thì lại giải quyết được. Quý vị ơi, trong cái cuộc đời này chỉ có cái giải thoát thì mới giải quyết được thôi. Còn nếu càng giải quyết thì càng nhiều việc xảy ra. Thấy rồi, chúng ta càng lý giải, chúng ta càng biện luận thì chúng ta càng như là một màn lưới, không có cái nào sở ra được đó quý vị à. Không có sở ra được. Nên thật sự mà nói quý vị, những đứa cũng cảm thấy mình rất mệt mỏi vì cái chuyện phải biện luận và lý luận nữa. Thật sự mà nói cảm thấy cũng mệt mỏi rồi. Tại vì sao? Vì nghĩ rằng chắc vô lượng kiếp mình cũng biện luận và lý luận mệt lắm. Đến lúc rồi mình cảm thấy rất mệt mỏi vì cái biện luận và lý luận đúng sai. Thôi biện luận A Di Đà Phật đi. Biện luận A Di Đà Phật. Từ hôm nay chúng ta cứ như vậy mà chia sẻ, cứ đem kinh ra chia sẻ, đem lời tổ sư ra chia sẻ đi. Bây giờ chúng ta lấy cái đức của Phật Bồ Tát ra để mà rải rộng cho chúng sanh nhờ đi vậy. Đúng không? Bây giờ mình đem lời của Phật, lời Bồ Tát, lời tổ sư ra. Bây giờ các ngài sanh về cực lạc rồi, con không biết nhiều nhưng mà con đọc lời của các ngài phải có trách nhiệm để hộ trì cho con giảng. Chứ sao bây giờ? Nếu giảng sai là các ngài chịu trách nhiệm. Nếu mà con lên đây con giảng, con còn tính toán cái chuyện về danh lợi thì các ngài để cho con chịu trách nhiệm. Nếu con lên đây con giảng mà con không có một chút gì danh lợi hết thì chuyện này các ngài phải gia trì. Mỗi người có trách nhiệm. Thật sự bây giờ Phật Bồ Tát rất từ bi quý vị, muốn giúp chúng sanh không à. Mà có một người họ gan dạ, họ trước mọi người họ dám nói. Quý vị biết trước mọi người này cũng không dễ nói đâu quý vị. Giờ ai muốn lên đây nói thử à. Không nói được đâu quý vị, không dễ đâu nghe. Nó run chứ không gì chứ nghe. Bây giờ quý vị thấy anh chị ca sĩ đi hát nhiều chỗ vậy mà lên chùa mình run quá trời. Tai giật. Đúng lắm. Nên từ nơi đó thì bây giờ có người phát tâm gì. Nên mỗi lần nhà Đức lên chia sẻ Phật Pháp, cứ quay lại chắp tay trước Phật, chỉ đúng một cái cầu thôi, là con cầu Phật Bồ Tát gia hộ cho con giảng đúng lời Phật Bồ Tát dạy. Đừng có để cho con lên đây mà suy nghĩ về cái chuyện tiền bạc bạc chắc danh lợi gì trên đây. Hãy nói chân thật những cái gì lợi ích cho mọi người, đa phần vì người ta đi.
Đó. Thì bây giờ quý vị coi, từ khi bị gặp niệm pháp môn niệm Phật tới giờ, quý vị niệm Phật, quý vị hãy bình tĩnh ngồi suy nghĩ lại coi. Từ khi bị niệm Phật tới giờ, quý vị thấy quý vị có vui và an lạc nhiều không? Hả? À. Và quý vị thấy là cái pháp tu này mình thấy mình tu được không? Hả? À. Vui, quý vị tu được. Và quý vị có bến đỗ. Vậy thì quý vị cố gắng. Cố gắng niệm Phật. Nó bây giờ thì chùa mình từng nào những đức cũng tặng tượng Phật. Quý vị nên phát động ra, à, quý vị ơi, nhà có thờ Phật chưa, chỉ người ta. Để mỗi tuần chủ nhật ta về đây, ta thỉnh tượng Phật về, ta thờ. Rồi bị chỉ người ta ăn bị Phật làm sao, rồi lễ Phật làm sao, thờ khóa làm sao. Quý vị nên nhân rộng ra và chỉ người ta. Chỉ người ta để mong người ta được lợi ích. Hãy chung tay đi. Rồi lúc này sắp sửa nghỉ hè nữa nè. Chị, lúc mà chưa nghỉ hè thì dính cháu con. Bây giờ nó nghỉ hè rồi, thôi chị sẵn dẫn nó đi lên chùa luôn đi. Chị lên chùa luôn. Nó thì vô cái lớp đạo làm con, còn chị thì lên trên điện tu. Ví dụ như người ta nói cũng thích đi nhưng mà không có tiền lên trên cúng dường, ăn cơm trong chùa đồ này kia mà không cúng gì kỳ quá. Có những người ta nghĩ vậy đó quý vị. Chị yên tâm, thầy nói rồi, cái công đức niệm Phật á lớn dữ lắm. Chị lên niệm Phật cho đàng hoàng là được rồi. Mà thầy còn nói á, nếu mà chị lên đây niệm Phật mà về còn có dư vốn đem gì. Không có bỏ vốn mà còn có dư lời nữa nghe. Kệ với chúng sanh mình nói một câu vậy đi. Cho người ta lên chùa người ta ở được nửa tháng, một tháng. Đã tu. Cháu thì được trong lớp đạo làm con. Còn bà thì được lên chánh điện bà tu. Đi về bà cháu ai cũng vui. Thưa quý vị, còn nếu mà ta không có tiền đi xe thì quý vị có tiền quý vị cho tiền xe người ta đi đi. Hiểu không? À. Còn nếu như quý vị mà không có tiền xe luôn nghe thì quý vị nói à bây giờ bà đi lên trển đi, tôi xin tiền thầy cho bà. Thầy cho tiền xe bà cho. Đi dẫn lại nó thầy, con cũng nghèo khổ lắm thầy. Mà bà này bà còn khổ hơn con. Con có tiền xe đi, còn bà không có tiền xe đi. Nên con dẫn lên đại. Rồi xong cái ông chạy xe ông đợi ngoài trước. Mấy trăm ngàn mà ông đợi ngoài trước đó thầy. Thì nó nói à được nè, nè cô Bạch lấy ha mấy trăm ngàn đi ngoài trả tiền xe cho bà đi, cho bà để bà tu. Không? Rồi á về hỏi coi, giống như trước khi đi là coi gia đình chưa có tượng Phật, sẵn chuyến tôi đi rồi tôi thỉnh tượng Phật đem về luôn. Và lên đây cái đi tu xong đây nhận đức tặng cho bộ tượng Phật đem về thờ. Đó. Vậy thì còn gì nữa quý vị? Đúng không? Đó. Nên á quý vị ơi, vì chúng ta biết niệm Phật lợi ích nên chúng ta muốn nhân rộng cái việc niệm Phật này ra cho chúng sanh lợi ích. Và chúng ta biết niệm Phật á là hóa giải bớt đi kiếp nạn cho nhân sinh, nên chúng ta mong cho nhiều người niệm Phật để kiếp nạn nhân sinh hóa giải. Xin thưa quý vị, chúng ta cũng ích kỷ lắm. Vì nếu kiếp nạn nhân sinh mà nặng thì chúng ta cũng ở trong kiếp nạn đó. Nên chúng sanh bớt kiếp nạn thì chúng ta cũng được sống bình an. Hiểu không? Nên giúp người là giúp mình đó quý vị. Đừng có nói vì người không mà mình cũng vì mình trong đó đó. Đó, nên cái người niệm Phật đại phước báo là ngay cái tâm mình mở ra, tâm mở lớn ra. Mình mở ra hoài cái tâm lượng mình. Thì biết rằng cái tâm Bồ Tát á, còn một chút giới hạn, còn cái tâm Phật là không có giới hạn. Nên Bồ Tát cần phải phá một phẩm vô minh rồi mới chứng quả vị Phật. Đó. Chân thật niệm Phật, tu hành cầu sanh cực lạc, từ từ có được cái tâm vô cầu. Vô cầu không phải là không cầu, mà tất cả cái cầu đều là vì chúng sanh mà cầu. Vì chúng sanh mà cầu, không có còn cá nhân của mình. Vì mình biết rằng
Mình mang cái thân này ở cuộc đời này, sớm muộn mình cũng ra đi thôi. Mình đi đến đây chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, cũng cảm thấy mừng khi chúng ta gặp nhau, nhìn thấy nhau ở cuộc đời này. Rồi một ngày nào mình cũng ra đi thôi. Khi mình ra đi, mình cũng thấy mình mừng khi mình đi đến đây, mình cũng kết nhân duyên, nhiệt tình với chúng sanh. Quý vị, thân này có thể bỏ, nhưng mà cái dư âm của con người đến với con người, nó gieo ở trong cái A Lại Gia Thức thứ 8 của mình, đời đời kiếp kiếp nó vẫn còn duy trì cái tâm đó. Thấy không? Nên mỗi một người chúng ta hãy buông sạch đi những cái tâm buồn trách, để lội cái tâm buồn trách đó ra khỏi cái tâm thức thứ 8 của mình, để nhiều đời nhiều kiếp gặp lại nhau, nó không còn bị chối buộc của cái hận thù. Không còn chối buộc của hận thù. Quý vị biết á, cái thức thứ 8 chúng ta nó hưng khởi, khi chúng ta bị tác động, nó sẽ tác động theo. Tại vì đó đều là trong cái thức thứ 8 sanh ra. Tại vì chúng ta đã từng sân hận, hỷ nộ, vui vẻ, khó chịu, sân si, nó nằm trong cái thức thứ 8 mà đã gieo vào rồi. Thì đến lúc chúng ta bị tác động vào những cái điều không vừa bụng, chúng ta sẽ rất dễ tác động sanh ra những cái không vừa lòng. Nên chúng ta phải càng niệm Phật. Niệm Phật để làm sao? Dùng cái tâm từ bi của Phật để so dịu cái tâm oán hận của chúng ta nằm trong cái thức thứ 8. Để khi cái những thứ đó biến mất rồi thì chúng ta sẽ thường sanh pháp lạc. Thường sanh pháp lạc. Nhớ nghe quý vị, cái mừng nhất của mình là quý vị ơi, cái mừng nhất của mình là mình có bến đỗ quý vị. Vì coi tại sao mà những đức lại cực lực siêng năng, hết lòng hết dạ, mà ngày nào những đức cũng đem tịnh độ giới thiệu, mà đến nỗi mà giống như nói dai nói dài nói dở nói hoài luôn. Vì những đức biết quý vị, Hòa Thượng Tịnh không ngày còn tại thế, ngày cũng nói ba ngày không nghe pháp bồ đề tâm lui sụp. Đó. Có những người ta gặp những đức ta kêu thôi nghỉ đi, đừng bớt để đi. Những đức nói tội nghiệp một số người quá nhiều năm đã ngày nào cũng nghe, ngày nào cũng nghe. Quý vị, quý vị biết rằng là mấy buổi đó giá chót gì một ngày thì nhiều trang chia sẻ mấy chục ngàn người, người ta coi đâu có đơn giản quý vị. Nên từ nơi đó mà tội nghiệp người ta ngày nào cũng được nhắc nhở, giống như đã là bồ đề rồi mà còn phải được tưới. Vì sao? Vì bồ đề này đang trồng ở thế gian nên cần được tưới. Còn nếu không ai tưới thì phải cần đại địa chớ hỗ trợ. Quý vị đi đi hỏi tất cả cái cây mọc trên rừng rú đây, phải là đại địa chở che thương yêu không? Nếu không có đại địa chở che thương yêu, sao mấy cái cây này tồn tại? Còn nếu như nó sanh ở nơi đây, ở nơi gần con người, thì con người phát tâm để chăm sóc nó, nó mới tồn tại nha quý vị. Bây giờ bông giấy xung quanh chùa này mà không tưới nó chừng 3 ngày thôi nó héo queo. Nó chứ không phải giỡn đâu. Mà khi mà cái cây bông giấy nó héo nghe quý vị đi lỡ chỗ nói bị cảm thấy nóng lắm. Ngộ ghê, bởi vì rõ ràng trong kinh Phật nói tình dữ vô tình đồng viên chủng chí. Nếu như mình tưới tẩm một cái cây xanh tươi tốt đẹp, quý vị đến gần quý vị vẫn thấy mát mẻ. Nhưng vì bỏ bê nó mà héo hon, quý vị đến gần nó thấy nóng nực. Đó là cái cây mà vẫn có tác động với mình, không chi mà tạo ra cho con người sân si, thì sự sân si nóng bức đó sẽ ảnh hưởng quả địa cầu mình cỡ nào quý vị, đúng không? Đó. Nên quý vị càng đeo máy niệm Phật, càng đeo máy niệm Phật. Chiếc máy niệm Phật này là một phương tiện cực kỳ hay để mà hỗ trợ cho chúng ta. Vì chúng ta nhờ đeo máy niệm Phật mà nhắc nhở mình niệm Phật. Thí dụ như mình chuẩn bị sân si thì những đức niệm Phật quý vị nghe nói, ồ mình niệm Phật mà ta, sao mà mình nghĩ ác nữa rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Thấy không? Phải hay không? Quá hay luôn. Đó. Thí dụ như bây giờ mình đang đeo máy niệm Phật mà bây giờ mình chạy xe ra đường, người ta chạy xe, người ta quẹt xe mình. Mình chuẩn bị mình sằng sộ với người ta, mình xuống để mà phân giải đúng sai để mà đền bồi. Tự nhiên mình nói, ồ thầy dạy phải tin nhân quả. Nam mô A Di Đà Phật. Thấy không? Bước xuống mình hỏi, anh chị có sao không? Không, xe tôi không sao, xe tôi không sao. Anh chị có sao không?
không sao đúng không, thôi về đi, được rồi, để xe tôi đi sửa cho. Tại vì mình là người tu, nó khác người không tu quý vị. Nó, nên quý vị coi, coi quắc kháng á, Phật tử nào chạy xe quẹt xe ổng. Mà ổng cũng tức lắm, tại vì chiếc xe mà hơi mà nhiều chiếc, mà cọ quẹt cũng tốn tiền lắm quý vị. Khi mà tút lại, thì vị biết rằng là Phật tử bước xuống nói, ủa anh quắc kháng, em nè, và Phật tử chùa Hộ Pháp, nghe Pháp Thầy Nhân Đức thường xuyên, chào anh Nam Mô Di Đà Phật. Thì lúc đó quắc kháng nói hạ cái tâm xuống, trong lòng nó thật sự mà cũng đau nhói, vì đi sửa xe cũng tốn tiền lắm quý vị, cả 100 triệu. Cuối cùng quắc kháng nói thôi chị cứ đi được rồi, tôi đi sửa xe tôi. Quý vị thấy không, có sức ảnh hưởng đó. Chứ nếu như mà không quen biết gì, không niệm Phật, thì quý vị coi nó sẽ như thế nào. Không đơn giản. Cái cách chia sẻ Phật Pháp của Nhân Đức là Nhân Đức nói những câu chuyện, là Nhân Đức mới đem Pháp Môn Tịnh Độ để vào câu chuyện đó. Tại vì câu chuyện đó là câu chuyện của quý vị. Nghe không? Nếu mà nói trong kinh không thì khó lắm. Khó cái gì quý vị, khó nghe lắm à, mà lý luận nó sẽ rất cao siêu quý vị, thấy không? Nên từ nơi đó mà những đức phương tiện những cái câu chuyện gì đó, một là quý vị cũng thấy sống động khi cái buổi nghe Pháp, vì cũng thấy vui khi buổi nghe Pháp một chút đó, mà gì là thấy đạo tràng mình rất trang nghiêm mà đó quý vị, thấy không? Mà anh ai thấy cười dễ thương, là cười nhẹ nhàng, cười thì mị hơn, nghe không? Còn lúc trước cười dữ quá, rồi quơ quạt quơ đồ nhiều quá, nghe không? Thôi mình thời gian vậy thôi, rồi bây giờ mình cứ thì mị đoan trang đi. Quý vị, những đứa cũng cố gắng túm lại một chút, cũng cố gắng quý vị. Không, nó nói chứ à, cũng nó cũng khó lắm quý vị. Tại vì mình là nó quen rồi quý vị, nó vui cười rồi, hoạt bát rồi, giáo giác, quen rồi quý vị. Bây giờ mà kêu mà phải nhìn một chỗ đồ, nó tự nhiên nó bị một cái gì đó. Tại vì hai bên cánh này người ta đang quan sát mình, nên cái sức hút của nó cũng không đơn giản quý vị. Nó cái tần số hút á, kéo. Tự nhiên trong lòng mình đang chia sẻ Phật Pháp, mình nghĩ người ta đang nhìn mình không nhìn lại một cái, thấy làm sao nó thấy tội nghiệp quá. Người ta đang nhìn mình quý vị, những đức vậy đó quý vị ơi. Cái bữa đó những đức chạy xe đạp vòng 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 chùa mình rộng mà quý vị, chạy xe đạp vòng vòng chùa coi mấy cái cây bông giấy đồ, cây cối, mấy anh em không chăm sóc có bỏ quên tưới cây nào không, thì chạy vòng chùa cứ gặp Phật tử, người ta cứ chào, mà người ta chào mà không quay lại gạt đầu với người ta kỳ quá. Mà nếu đưa tay lên thì chạy một tay sợ té, nên cứ quay là gạt đầu, ai với Đạo Phật, ai với Đạo Phật. Mà người ta cứ, chùa mình đông người quá, người ta cứ chào suốt, ai với Đạo Phật, ai với Đạo Phật, ai với Đạo Phật. Cuối cùng đụng vô gốc cây vậy. Tại vì mình cứ quay lại. Mấy cô Phật tử thấy tội nghiệp, chạy lỡ đỡ xe lên. Mình cũng thấy hơi mắc cỡ. Vì thấy nó, nhưng mà đây là cái công đoạn nhắc mình, thà mình sống nhiệt tình, mình lủi gốc cây một chút mà được tình người. Được tình người quý vị. Đó. Nên khi mà những đức mà bưng cái gì, giác cái gì đó, mà gặp người ta cứ chào là những đức cứ cái đầu gì nè, gặt đầu gì. Tại vì cái tay đưa lên thì không được rồi. Nên quý vị nhớ là lỡ mình cầm dao, cầm búa gì đó, không mà cái này là mình bị dính đó quý vị ơi. Cầm dao, cầm búa gì tự nhiên chào cái đưa cái dao lên, không, mình gật đầu thôi, đừng có đưa cái dao lên nghe quý vị, đúng không? Không, nhất là trong chùa mình là ưa bị cái vụ mà đang cầm cái cuốc. Có cái bà cô bà chồng ra quý vị, bà đang cầm cái cuốc, bà cuốc đắt, cái bà gặp những đức cái tự nhiên bà đưa cái cuốc lên. Mình nói thôi cô để cái cuốc xuống đi,
Nhưng đứa còn giữ cần cổ này nuôi những con cụt. Cuốc xuống cái thôi chắc chết mồ luôn quá. Mình nó quen quý vị, cứ đưa tay là mình chào 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 xá xá vậy nè. Nó nên mình cẩn thận, cầm đồ cầm đạc mà gặp quý thầy gặp người chào hỏi gật đầu thôi, chứ đừng có dở cái dao lên, ta cũng sợ lắm quý vị, hiểu chưa? Nên á quý vị thấy cái người niệm Phật á, trở lại đi xa một chút mình trở lại, quý vị nhớ nè, cái người niệm Phật của mình là cái lối sống mình nó rất đơn giản bình dị, rất đơn giản và rất bình dị. Nên mới nói là đại phước báo. Quý vị biết cái người đại phước báo là cái người đơn giản bình dị trong cái cuộc đời. Tại vì nếu trong cuộc đời mà quý vị không đơn giản, không bình dị là quý vị sẽ bị cuộc đời này bó buộc. Quý vị sao mà vui? Mà đã là không vui làm sao là đại phước báo? Nên quý vị là người càng đơn giản chừng nào thì quý vị càng tự tại chừng này. Càng đơn giản chừng nào thì càng tự tại chừng nay đó. Nên á, bản thân những đức thì nó thật sự quý vị là nếu không đơn giản thì không thể nào vô nhà bếp nấu ăn đâu quý vị à. Lùi cụi trong nhà bếp nấu ăn đâu. Vì thấy mà có những lúc mà nếu mà quý vị mà đứng quý vị thấy ồ sao ông thầy này không đơn giản dữ vậy ta. Đây là những đức nói, bản thân những đức mà còn thấy ôi sao có những lúc mình đơn giản dữ vậy ta. Những đức lọ mọ như đức mồi lửa quý vị. Mồi lửa xuống nhà bếp nấu ăn với mồi lửa. Vậy bắt tới bắt lui mấy cái cây củi vô. Rồi mới đi nắm một cái nắm mà để nhúm á. Cái đầu quẹt lên mồi cái. Đút vào cái lò để mà nhúm lửa. Cái thổi phù, ngồi thổi phù. Mồi lửa mà. Thì tự nhiên bản thân mình trong cái lúc đó cái bí bình, mình cảm giác. Thì ra là mình sống như vậy. Thì cái cuộc đời của mình dù trôi nổi hoàn cảnh nào thì mình cũng sống. Cũng sống được hết chứ. Quý vị biết rằng có những lúc mà kho đồ ăn quý vị, những đức mà bưng mấy cái rổ đồ ăn á, củ quả, những đức bưng những đổ, những đức xào mắc cư lắm. Thì quý vị thấy rằng là tập mình đơn giản trong hoàn cảnh. Trong cái hoàn cảnh cuộc đời có thay đổi thì trong hoàn cảnh nào mình cũng làm được, mình sống được. Nên những đức nói rằng là trong mùa hè này nè, con quý vị, nên tập cho con quý vị cái bài pháp hồi tối mà lớp đạo làm con đó, nên cho mấy cháu nó nghe, làm cho các cháu nó kích động cái tính tình con nít lên, nó đi vô chùa nó thử cái lối sống với bạn bè và nó được sự rèn luyện. Có khi một mùa hè nó vô đây thôi, nhưng mà có khi nó bị ảnh hưởng cả đời đó quý vị. Ảnh hưởng cả đời đó à. Sau này nó có những sự trở ngại gì đó nghe quý vị, thì nó cũng nhớ lại chủng tử nó quay lại quý vị ơi. Nó phải nhớ đó. Nên mình đem cái giá trị lợi ích của cái việc tu tập về giáo dục để dạy con là cái quan trọng nhất. Cái này là cái rất quan trọng để cho con được lợi ích. Cũng như bản thân mình từ khi gặp Phật Pháp tới giờ, vì thấy mình sống vui, sống an lạc, nhiều niềm vui, và mình cởi mở rất nhiều việc. Việc lớn đến với mình thành việc nhỏ, việc nhỏ đến với mình biến mất luôn. Tại vì sao? Vì mình nghĩ mình ở thế giới cực lạc. Cứ nghĩ vậy đi. Đó, cứ nghĩ mình là người ở thế giới cực lạc đi. Nghe không? Phúc báo chờ người. Nghe công đoạn này nghe. Đoạn này quan trọng nè, cực kỳ quan trọng nè. Đời nay nếu không niệm Phật cầu vãng sinh Tây Phương cực lạc thì tất cả sự nỗ lực tu trì chỉ là phúc báo nhân thiên, không có cách nào thoát khỏi sinh tử mà vẫn phải trở lại luân hồi nơi sáu đường. Quả thật là đáng tiếc. Những đức đã từng kể bị nghe cái câu chuyện của Ngộ Đạt Quốc Sư, đúng không? Quý vị coi bây giờ chịu thố đi theo Ngộ Đạt Quốc Sư đòi 10 đời. Như vậy thì trong 10 đời này tại sao chịu thố không quậy đi mà tới đời thứ 10 mới quậy?
Có nghĩa là ngộ đạt quốc sư trong 10 đời tu tốt quá, tu quá tốt, nên có thằng hộ pháp hộ trì 10 đời liên tục nha, mà đều trở lại tiếp tục tu. Chở, nói câu 10 đời là đời thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm tới thứ 10 luôn. Ngài sanh trong 10 đời, ngài tu tập, ngài tu rất giỏi. Từ là cư sĩ hay xuất gia gì, ngài cũng tu rất giỏi luôn, đều được sự hộ trì của thằng hộ pháp. Mà chịu thố đi theo, kè kè đi theo chờ cơ hội. Nghe cái đoạn này mà thấy mà không đơn giản chút nào. Để lý giải công đoạn này nè, câu cái đoạn này để lý giải công đoạn này nè, nên quý vị nhớ. Thì tới đời thứ 10 ngài là quốc sư, gọi ngộ đạt quốc sư. Quốc sư là gì? Là thầy của vua, là nhà vua khi có những sự việc gì hỏi thì ngài ngộ đạt này, ngài tham vấn cho nhà vua để giải quyết vấn đề của đất nước. Thầy vua đó quý vị. Thì nhà vua rất quý trọng cái đức hạnh của ngài ngộ đạt, nên nhà vua mới cúng dường cho ngài ngộ đạt một cái ghế trầm hương để ngồi thuyết pháp, gọi là bảo tòa đó quý vị. Cái ghế đó là xịn sò lắm, đặc biệt lắm, hiểu không? Mà chúng ta nói câu thế gian là rất đặc biệt đấy, quá tốt, cái ghế quá tốt. Cái ghế mà ngồi lên thuyết pháp thơm thiệt là thơm, gỗ trầm hương thơm thiệt thơm, quý thiệt là quý luôn. Mà người phải đức hạnh, người phải đặc biệt lắm mới được tặng cái ghế này. Thì vì biết rằng khi ngài ngộ đạt, ngài ngồi lên cái ghế này đó, ngài thuyết pháp, thì trong lòng ngài nghĩ rằng tu là ai cũng tu, xuất gia thì cũng nhiều người xuất gia, nhưng mà có mấy người được như ngài. Tôi nghĩ như vậy đó. Thì tu cái pháp tự lực quý vị, thì vừa nghĩ vậy thôi là tự như thằng hộ pháp bỏ đi. Ông nghĩ vậy thằng hộ pháp bỏ đi liền. Thằng hộ pháp bỏ đi thì chịu thố thấy thằng hộ pháp bỏ đi rồi. Thằng hộ pháp là giống như người bảo vệ mình đó quý vị, bảo vệ người tu. Thì bây giờ thằng hộ pháp bỏ đi rồi, quan gia thấy đến liền. Lúc đó là tùy vào phước duyên của ngài, mà phước duyên cũng tổn luôn rồi. Thì chịu thố mới làm một gã mặt người ngay đầu gối. Và một gã này mỗi ngày nghe quý vị, cái một gã này đó nghe, là nó nói chuyện được mặt người và nó đòi ăn thịt. Quý vị biết rằng là ngài ngộ đạt quốc sư lúc đó là ngài ẩn mình luôn, ngài không gặp ai luôn quý vị. Tại vì ngài rất là ngại vì cái một gã này nó có mặt người và nó đòi ăn thịt, phải lấy thịt bỏ vào cho nó ăn. Kinh không? Làm quan gia thế chủ đòi vậy đó. Quý vị biết rằng là ngài ngộ đạt, ngài rất có đức hạnh, nên cái lúc mà ngài giúp đỡ nhiều người đó, thì ngài giúp một bậc A-la-hán là Tôn giả Ca Đạt Ca. Ngài giúp cái vị này bậc A-la-hán được mang cái ân tình của ngài ngộ đạt giúp đỡ. Thì Tôn giả Ca Đạt Ca biết cái ngài ngộ đạt này sau sẽ gặp một cái nạn rất là lớn trong cuộc đời, và nói với ngài sau này có gặp nạn, hãy đến cái vùng núi đó, đó có hai cái tùng, nơi đó có một ngôi chùa, đến đó tôi sẽ giúp. Thì vị biết rằng là khi ông đến nước tuyệt vọng, ông buồn chán tuyệt vọng quý vị à, thì ông nhớ lại lời của Tôn giả Ca Đạt Ca nói, ông phải thu xếp ông đi. Thì ông đi đến nơi đó thì vị biết rằng là giúp ông á là dùng cái nước tam muội gì đó mà chế vào cái một gã. Nhưng quý vị biết rằng trước khi mà chế vào thì bắt đầu là chịu thố nói rằng tu theo ông 10 đời để chờ cơ hội báo thù. Bây giờ nhờ Tôn giả Ca Đạt Ca siêu độ cho tôi, nên bây giờ tôi với ông hóa giải cái nghiệp chướng này. Chế nước lên cái là ông đau đớn, ông xỉu tại chỗ luôn. Khi sáng mai ông tỉnh lại là ông nằm trên cái gò Đắc Quang, không có chùa chiền gì hết. Sau này ngài ngộ đạt quốc sư, ngài mới xây chùa ngay cái nơi đó luôn, để độ sanh luôn. Mà quý vị biết rằng cái công đoạn mà khi những đức đập đó, là ngài ngộ đạt quốc sư tới đời thứ 10 đó, khi ngài thoát nạn đó quý vị. Quý vị biết ngài tu cái pháp gì là không? Niệm Phật. Niệm Phật. Đó.
Thì công đoạn này mới nói nè: đời nay nếu không niệm Phật cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thì tất cả sự nỗ lực tu trì chỉ là phúc báo nhân thiên, không có cách nào thoát khỏi sinh tử mà vẫn phải trở lại luân hồi nơi sáu đường, quả thật đáng tiếc. Lý giải cho vị nghe đó câu chuyện đó quý vị, không? Nên sự tu trì có cố gắng cũng trở lại, tiếp tục quay lại thì ngài Ngô Đạt Quốc Sư trở lại 10 đời. Tới đời thứ 10 của ngài giải quyết là Pháp Môn Tịnh Độ, ngài niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Mà các vị mà tu giỏi kiểu này là niệm Phật là thành công lắm quý vị ơi. Các ngài đã khó khăn quá rồi mà các ngài niệm Phật là đạt lắm. Thật sự các ngài rất đạt đó. Nên từ nơi đó mà phải đủ thiện duyên lắm đó quý vị, hội tụ nhân duyên dữ lắm đó. Đó tu giỏi 10 đời. Bây giờ nói đến cái việc mà nếu như ai mà đã từng không sinh em bé mà giết em bé thì quý vị biết rằng dưới cái căn tính của mình, phước duyên của mình, đừng có nói tới 10 đời, một đời này đến luôn. Vậy thì bây giờ quý vị nghe qua công đoạn này, quý vị phải tính đi, quý vị làm sao để đời này quý vị có bến độ. Niệm Phật chứ làm sao. Niệm Phật cầu sanh Cực Lạc chứ làm sao quý vị, đúng không? Bây giờ quý vị cứ nghĩ gì? Tất cả chúng ta đang ngồi đây nè, bây giờ tương lai Phật A Di Đà rước chúng ta về thế giới Cực Lạc hết, quý vị thấy hạnh phúc cỡ nào chưa? Và tất cả quý vị toàn là nam hết luôn, mà không phải nam bình thường, mà là trượng phu, bậc trượng phu, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Quý vị mà cảm giác đến cái chỗ này rồi, bây giờ quý vị có nên tích cực đối với thiện tâm không? Và quý vị khi gặp nạn, quý vị có vui trả nợ không? Vui chứ. Nên mới nói rằng là nhân quả của ai người đó chịu, cơm áo gạo tiền thì có thể chia, nhưng nhân quả của ai người đó chịu. Nó nói là ăn chung tội riêng. Nè, giải thích cái câu ăn chung tội riêng cho bị nghe nè, để khỏi bị mù mờ nè. Vì sao nói ăn chung mà tội riêng? Vì tội là do quý vị tạo. Như vậy thì quý vị nói tại sao gia đình này sát sanh hại vật mà con cháu đến gia đình này lại bị bệnh đau và chết yểu này kia? Tại sao nói ăn chung tội riêng? Con cháu quý vị tạo cái nghiệp giống như vậy, chiêu cảm sanh đến cái nhà quý vị, chứ không phải là quý vị làm mà con cháu chịu. Nhớ nha. Thí dụ như người cha này á, đi ra ngoài hại nhiều người con cái người ta, thì con của họ sinh ra lại bị như vậy là vì sao? Vì đứa con của ông này có cái nghiệp đó, sinh đến gia đình này đồng nghiệp với ông, trả bằng cách là trả hai điểm, là bên đây cô này khổ, người cha bên kia thấy con như vậy người cha đau lòng, khổ bằng đau lòng còn hơn là bằng thể xác, phải không? Đó nên á, nên quý vị thấy có những lúc mà mình sinh con ra, mình nuôi con khôn lớn, mình lo lắng cho con, nhưng mà con khổ mình lại rất khổ, là đó là cái trả về nội tâm, vừa trả vật chất luôn mà trả về nội tâm khi thấy con khổ, đúng không quý vị? Đó thì bây giờ quý vị hãy nhận thức về nhân quả, nó nói là ăn chung tội riêng là như vậy. Nếu mà hiểu được nguyên lý này rồi á, quý vị làm cha làm mẹ quý vị sẽ không dám tạo tội nghiệp, vì mọi người đều có phước duyên. Nếu mình tạo tội nghiệp thì ăn chung mình tội riêng, mà khi quả báo đến với mình lãnh đủ luôn quý vị à, lãnh đủ luôn, rất là đáng sợ đó. Nên á, quý vị nghe gì rồi quý vị rất là mừng, là vì là đời này con có cơ hội, đúng không thầy? Đúng rồi, mình niệm Phật là mình có cơ hội, đúng rồi. Nếu như mà mình không niệm Phật thì quý vị nghe công đoạn này rõ ràng mà, phúc báo chờ người, có nghĩa là sự nỗ lực tu đạo của quý vị, đời thứ hai có thể phúc báo của cõi trời hoặc cõi người. Và đời thứ ba ăn tổ nói đa phần là bị đọ, vì cõi chờ là đời thứ nhất, dài cỡ nào cũng là một đời thứ nhất, ngắn cỡ nào cũng là một đời phước báo hưởng. Cõi chờ dài chúng ta xài hết một đời, ở cõi chờ cũng phải gớt. Rồi cõi người phước báo thiệt lớn thì không tu cũng rất luôn. Nên đời thứ hai phước báo chờ người,
Đời thứ ba thì do lúc tạo nghiệp của xài hết phước hoặc tạo nghiệp, thì lúc đó đời thứ ba là rớt xuống. Nghe chưa? Nên từ nơi đó mà bây giờ mình phải suy nghĩ cho kỹ để mình biết niệm Phật, mình xin niệm Phật, mình phải an lạc cái tâm. Đó, nghe gì á, nó phải an định tâm nghe. Đó, lúc trước tới giờ cái tông quý vị nghe là nó quen rồi, bây giờ đổi tông nè. Nó, có gì ở đâu, có nhiều cô nhìn Đức nhìn hiu hiu rồi đó. Hiu hiu rồi đó nghe. Nhưng mà gầy dựng một cái tông lỡ quay 180 độ cũng không đơn giản đó. Một cái lối giảng tự nhiên bình thường và một cái lối giảng trở lại gọt hết tất cả những văn tự mà quý vị nghe hồi đó tới giờ quen á, mà gọt hết luôn á, trở lại văn tự gọi là tương đối về, dù có phương tiện cũng là phương tiện rất đơn giản, phương tiện nó hơi cao hơn cái đơn giản ngày xưa, hiểu không? Còn ngày xưa là nó hơi lộ á, vì nghe lộ quen rồi, hiểu chưa? Còn bây giờ là phương tiện kính. Hiểu phương tiện kính không? Phương tiện kính, kính là người ta không nói được. Còn phương tiện lộ quý vị thích, nghe vui, nghe quý vị xác thực, khỏi cần suy nghĩ luôn. Nhưng người ta lại không chịu, một số người không chịu. Quý vị thì chịu đông gì, nhưng mà có vài ba người không chịu, một số người không chịu. Nhưng mình cũng phải điều chỉnh văn tự lên luôn. Đây cũng là cái khó của người nói và cái khó người nghe. Không phải giỡn nghe quý vị. Không? Nhưng mà gầy dựng bây giờ nó sẽ rất là hay cho quý vị nè. Tại vì quý vị sẽ gầy dựng được cái câu Phật hiệu này rất là đặc biệt. Những công đoạn này nghe quý vị, những Đức cũng chia sẻ một câu Phật niệm đến cùng đó. Nhưng mà không thể nào nó đặc biệt trong cái hội chúng này đâu. Cái hội chúng này mà đọc những văn tự này nó hay hơn nữa. Tại vì sao? Cái sức lý giải của nó càng rộng ra hơn và nó còn đạt hơn nữa quý vị à. Thì quý vị mới thấy rằng là mình mừng, vô cùng mừng khi đời này mình gặp ngay Pháp Môn Niệm Phật. Công nhận mừng quá không? Đó. Cái suy nghĩ mà bây giờ quý vị coi, thọ mạng khi đến mà Phật A Di Đà ngày đưa đầy sen xuống. Quý vị ơi, quý vị bước lên đầy sen vì sự hạnh phúc cỡ nào hả quý vị? Còn bây giờ quý vị suy nghĩ tương lai, bây giờ hiện tại đang giàu có đầy đủ điều kiện, mà tương lai vua Diêm Vương sai đầu trâu mặt ngựa đến, quý vị thấy đáng sợ không? Mà đầu trâu mặt ngựa đáng sợ lắm quý vị. Đầu trâu mặt ngựa bự dữ lắm, chứ không phải nhỏ như mình đâu. Đâu phải nhỏ nhỏ lùng lùng như mình mà lỡ bắt mình đâu quý vị. Phải bự hơn mình mới đáng sợ chứ, hiểu không? Thì quý vị nghĩ điều đó, cái quý vị nói thôi, bây giờ con không dám tạo nghiệp đâu. Thôi con không dám đụng tới nhân quả đâu. Tại vì con đụng vô mai mốt đầu trâu mặt ngựa đến tìm con, khổ quá. Thôi con cố gắng. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni ngày từ bi quá chàng luôn. Ngài nói gì nè? Này các con, hãy chịu khó, chịu khổ. Thấy chưa? Chịu khó là trở ngại, chịu khổ là gặp khổ. Trở ngại và khổ, các con hãy chịu đựng một đời ngắn ngủi thôi các con ơi. Chịu khó, chịu khổ một đời ngắn ngủi thôi. Thấy không? Nó nên quý vị nhớ là mình đi đến chùa mình tu học nghe quý vị. Bản thân mỗi người phải gầy dựng. Phải gầy dựng nghe. Khi quý vị mà gặp sự trở ngại gì thì quý vị phải gầy dựng đó. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Quý vị ăn bị no, bị tu bị chứng. Vậy thì lúc mà quý vị gặp trở ngại thì lúc này là lúc quý vị có chứng hay không nè. Cái lúc này nó mới có chứng hay không nè. Trở ngại nó mới chứng. Chứng là gì vậy không? Chứng là sáng tỏ. Chứng là sáng tỏ. Sáng tỏ với cái việc mà đến với mình. Ai tạo ra? Mình chứ ai? Mình tạo ra. Bây giờ đến lúc người ta đến thì bây giờ mình phải chứng. Chứng ngay cái chỗ nghiệp đến. Thì cái chỗ nghiệp đến mới chứng. Quý vị coi như Đức Thích Ca Mâu Ni sắp sửa thành Phật thì bắt đầu là ma quỷ mới kéo đến, đúng không? Thì lúc này là Ngài sắp sửa thành Phật, thì lúc này mới biết được Ngài có chứng quả lúc này hay không, là có vượt qua được hay không. Đó. Nên á,
Quý vị nghe Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng, những đức nghe là những công đoạn quan trọng, những đức nhớ hết. Thì vị biết Ngài nói rằng trong cuộc đời đi tu của Ngài bao nhiêu chục năm là Ngài gặp chướng ngại không biết bao nhiêu lần, mà một lần chướng ngại là đầu tiên chướng ngại thì cảm ơn ít, lần thứ hai chướng ngại là cảm ơn hơi nhiều một chút, lần thứ ba chướng ngại cảm ơn nhiều thêm, cứ từ lần và đến khi cuối cùng chướng ngại thì càng cảm ơn hoàn toàn. Vì sao? Vì chướng ngại là chỗ giúp quý vị để nâng cấp lên, nâng cấp lên, nâng lên. Nên á, cô giáo Lưu Tố Văn, cô có người chồng mà người chồng lại là bị bệnh điên, thì chăm sóc người chồng bị điên cũng không đơn giản quý vị, mà chắc là cũng Bồ Tát gì đến thị hiện thì sao. Lấy ông chồng điên, mà ông chồng điên này ông kỳ cục, thì điên thì cho uống thuốc gì uống đại đi, mà ổng lại kêu bà là phải thử thuốc trước ông mới uống. Thì bây giờ bác sĩ nói rằng con ơi con mà thử thuốc của người điên giết nghe con là tác dụng phụ lớn dữ lắm. Thì bà nói rằng bây giờ con không thử thì chồng con không uống, nên con phải thử thuốc của ông. Quý vị biết rằng sau này bà gặp bệnh đau rồi này kia, bà niệm Phật bà vượt qua hết luôn. Và đến khi ông hết điên thì quý vị biết rằng là ông lại trở ngại bà cách khác, là bà nghe Pháp và Thượng Tịnh Không giảng, thì ông bắt phiên Hồng Kông Quýnh Do Thực hoặc Đá Bành. Quý vị có gặp chuyện này hay không nghe? Thì lúc này câu chuyện này sẽ đến với quý vị nè. Thì quý vị biết rằng là bắt phiên Hồng Kông Đá Bành hoặc bắt nhạc rap rầm 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 rầm, thì bà ra bà nói ông ơi, gần hết cuộc đời ông cứ trở ngại tôi hoài vậy ông, sao mà ông cứ dày dò tôi hoài vậy? Ông lúc này ông hết điên rồi, ông nói câu gì nè: bà học tiểu học thì có đề của tiểu học, bà học trung học thì có đề của trung học, đại học thì có đề của đại học, ra trường thì có đề của cái ra trường. À, giờ tôi hỏi bà niệm Phật bà muốn làm gì? Bà nói là tôi muốn làm Phật. Vậy thì có đề của làm Phật. Câu chuyện này đặt vô cho chúng ta này quý vị. Giờ chúng ta muốn về cực lạc làm Phật không quý vị? Và chúng ta muốn bán khổ không? Thì muốn bán khổ thì bây giờ mình phải được rèn luyện trong chốn chằn lao. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không này nói rằng cái hoa sen của cái người niệm Phật sanh cực lạc ở cái cõi này không phải là hoa sen ở dưới bùn mọc lên bình thường, mà hoa sen mọc ra từ trong lửa, lửa cháy phừng 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 mà trong đó mọc lên một đóa sen. Thì cái đóa sen này gọi là đóa sen kim ken. Quý vị thích đóa sen đó không? À, thích thì phải chịu khó, phải chịu trở ngại chứ quý vị, hiểu không? Quý vị hãy tin Phật đi. Quý vị bỏ cái mạng thân tứ đại, quý vị có cái thân kim cang bất hoại. Đó. Quý vị bỏ cái thân hoại tàn, quý vị có cái thân không tàn, là cái thân ở thế giới cực lạc. Nên mới nói là Đức Thế Tôn mới nói là các con, các ngài dỗ dành mình: này các con hãy chịu khó chịu khổ, một đời ngắn ngủi thôi các con. Bị nghe câu này thấy an ủi không? Ngài nói một câu rất là rõ ràng: này các con hãy chịu khó chịu khổ một đời ngắn ngủi này thôi các con, rồi các con hãy nghe lời ta, niệm danh hiệu Phật A Di Đà đi, rồi đến khi thọ mạng đến, Phật A Di Đà Ngài sẽ đến dẫn dắt các con về Tây Phương Cực Lạc. Quý vị ơi, nói một cái câu mà để an ủi thương yêu mình hết lòng hết dạ, bằng cái câu gọi là gì? Bây giờ đem đài sen lên, bị bước lên đài sen bị đi về đúng không? Phải nói cái câu này nè, nó mới cảm thấy mà cho cái người ở cõi ta bà chúng ta cảm thấy ấm lòng ấm dạ nè. Tại sao Phật A Di Đà Ngài lại dẫn thêm một hàng thánh chúng thiệt đông đi theo? Quý vị thấy ngày xưa khi người ta đi đón vua chúa không, đi là phải dẫn một đoàn quân lính theo đúng không? Quý vị ô,
Quý vị niệm Phật mà đích thân Phật A Di Đà đến và hàng thánh chúng đi đến khen quý vị, đến là khen quý vị. Khen quý vị như thế nào? Các ngài biết cái cõi này quá khó tu, cực kỳ khó tu, trở ngại chung, nghĩa là lửa đốt phân. Từ đây về thế giới cực lạc, quý vị biết á, một đoạn thì lửa, một đoạn thì gai gốc, một đoạn thì tên bắn, một đoạn thì đường không có đường, lội qua biển qua sông, rồi hổ sói tùm lum. Vậy mà bây giờ đến lúc mà quý vị lại tin Phật, mà quý vị niệm Phật, mà bây giờ Phật A Di Đà phải xuống tới đây là xuống khen quý vị, khen quý vị. Nên có những công đoạn mà tổ sư giảng sanh Phật A Di Đà, ngày đem y đến, ngày chum lên, ngày dùng tay, ngày so lên đầu. Quý vị biết rằng mình mới được Phật A Di Đà mà dùng tay so đầu, quý vị hạnh phúc cỡ nào chưa? Vì những công đoạn này đúng là nó mát cõi lòng nghe quý vị. À, ngài dùng tay, ngài so lên đầu nghe quý vị. Rồi ngài dùng phạm âm, hải chiều âm, dùng lời nói như hải chiều âm nêu lên, nói lên một tiếng thôi nghe, vang rền hết cả mười phương khắp pháp giới, tán thán khen cái người này. Trong cái cõi ta bà nhiều sự trở ngại khổ đau, mà người này sống trong cái sự quyến rũ của ngũ dục lục trần mạnh mẽ trong cái thời cuộc này, mà người này lại tin bổn nguyện Di Đà và chiếu niệm Phật mà muốn sanh cực lạc, mà bây giờ cảm được bổn nguyện mà ta đích thân đến đây dẫn thêm hàng thánh chúng để cho các bậc thánh chúng ở thế giới cực lạc nhìn thấy con người này thiệt là cường khôi. Trong ở cõi ta bà này mà tu tập, mà đạt công phu tín nguyện, mà bây giờ được về thế giới cực lạc, lành thai. Khen. Quý vị biết đem chiếc y ở thế giới cực lạc cực kỳ đẹp luôn, đắp lên mình. Ồ, chiếc y này mà đắp lên một cái thôi, con người nó thật sự nó an lạc, nó tuyệt vời như thế nào quý vị ơi. Mà chiếc y Phật A Di Đà mà đắp lên người một cái thôi, tất cả nghiệp chướng trần cấu, phiền não chướng gì tiêu tan mất sạch hết trơn, thân quý vị trở thành thân kim cang bất hoại tại chỗ đang được đắp y. Tịnh độ mà tán thán kiểu này là thôi, cái cảm giác nó hưng khởi niệm Phật mà nó thích thú gì đâu quý vị, thấy không? Bởi vì tịnh độ là cùng cực, cái chữ cùng cực an lạc của cực lạc là để cho quý vị tha hồ tán thán cực lạc, hay không? Đó. Nếu như quý vị bây giờ mà chưa cảm giác được cực lạc thì quý vị nói là chúng ta hơi quá đáng không? Chúng ta hơi hô hào quá đáng không? Không, không có hô hào quá đáng. Nếu nói về ta bà mà nói khổ thì cứ tha hồ mà nói khổ đi. Vì Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đã chỉ điểm khổ không nói hết. Tha hồ mà nói khổ, khổ vi tế, khổ nhỏ nhen, khổ đủ khổ, khổ tứ tung lang thang, khổ không thể nào chịu nổi, bù đầu bù cổ của cái khổ. Nhưng mà nói về cực lạc thì cũng quay lại luôn. Vi tế an lạc, cung cực an lạc, đặc biệt an lạc, đầy đủ an lạc, tự tại an lạc, vui sướng an lạc, mọi mặt an lạc. Không tưởng tượng được mà quý vị. Chứ nói về an lạc của thế giới cực lạc thì cứ tha hồ mà tán thán đi. Chỉ cần tán thán làm sao mà quý vị muốn về thế giới cực lạc, Đức Phật A Di Đà, Đức Thích Ca Mâu Ni sẽ khen quý vị lành thai. Đó. Nên từ nơi đó mà người niệm Phật sẽ cảm giác niềm vui của thế giới cực lạc, sẽ tự nhiên mình nói ra về thế giới cực lạc, hoàn toàn giải thoát được cái tâm. Mà giải thoát được cái tâm mình còn sống, mà quan gia trái chủ đi theo mình cũng cảm giác nữa, vì họ cũng muốn về cực lạc. Chứ bây giờ họ làm quan gia, họ đi theo mình nhiều đời nhiều kiếp, họ cũng khổ chết mồ, sung sướng gì đâu quý vị.
thì thôi bây giờ nghiệp quan gia trái chủ hay là hương linh phá, vì nghiệp phá thai, thôi bây giờ nghe gì, thôi bây giờ phát tâm niệm Phật đi, cầu sanh cực lạc đi, chứ đi theo đồ nợ làm chi. Bây giờ thí dụ mình đẩy họ đi xuống dưới địa ngục, thì đã mình đẩy người ta đi đâu mình đi vô đó chứ làm sao quý vị. Quý vị bây giờ nhìn Đức hỏi quý vị nè, cái câu đơn giản này. Bây giờ cái người này nó đang đứng gì, mình dịnh người nó, mình đẩy nó đi, thì mình đẩy nó đi thì nó nhủi đầu vô chỗ nào mình đi theo chỗ đó chứ làm sao quý vị. Nhưng nếu mà mình đẩy người ta đi về cực lạc thì mình đi đâu? Về cực lạc. Đúng rồi. Đúng quý vị. Nên quý vị dạy nhiều người hiếu thảo là vì đang hiếu thảo á. Vì dạy người niệm Phật là vì đang niệm Phật đó quý vị. Quý vị dạy người ta cúng dường là vì đang cúng dường đó. Vì dạy người ta bố thí là vì đang bố thí. Quý vị dạy người ta như thế nào quý vị sẽ ra y gan như vậy luôn. Nên bản thân chúng ta bây giờ chân thật nhiệt tình hết mình chung tay dạy người ta niệm Phật đi. Đó. Vì niệm Phật bán khổ. Bây giờ mỗi người chúng ta ngồi đây hay quán thân trái chủ muốn bán khổ không? Hương linh cũng muốn bán khổ nè. Bây giờ quý vị đại diện người chư hương linh đi, hương linh cũng muốn bán khổ nè. Rồi bây giờ những người nghèo khổ đói khát có muốn bán nghèo khổ đói khát không? Về cực lạc đi. Về cực lạc. Nên có đứa con nít mà nó mới có mấy tuổi thôi mà nó thấy ba của nó niệm Phật, nó nói ba ơi ba, mỗi ngày ba niệm Phật chi vậy ba? Cái người cha nói cha niệm Phật cầu sanh cực lạc. Cái hỏi cha, cha thế giới cực lạc có vui không? Người cha nói vui dữ lắm, vui dữ lắm. Ồ vậy sao cha không về cực lạc đi? Nó là cha niệm mà chưa gì kịp, chưa gì được. Vậy làm sao để đi về cực lạc? Người cha nói chỉ cần nhớ Phật niệm Phật. Nhìn nhớ sao? Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật. Con cứ nhớ Phật, con niệm Phật. Con chân thật con niệm Phật, phát nguyện sanh cực lạc. Đúng một lời dạy vậy thôi. Từ đó về sau đứa bé này cứ chân thật niệm Phật. Thì câu chuyện này quý vị cũng nghe những Đức kể rồi phải không quý vị? Và Hòa Thượng Tịnh Không ngày cũng có kể mà. Thì quý vị biết rằng là đứa bé niệm có mấy năm thôi quý vị. Đứa bé này chưa lớn tuổi bao nhiêu hết. Thì quý vị biết rằng là nói với cha, cha cha, mấy ngày nữa Phật A Di Đà đến đứa con về cực lạc rồi cha ơi. Mà vui sướng lắm quý vị ơi. Thì người cha kinh ngạc quá. Thì người cha mới nói với các bạn đồng tu. Thì đúng ngày đó người ta đến, người ta cùng niệm Phật với nó. Thì niệm Phật một chút thì nó chào mọi người, nó giảng sanh. Như vậy thì cái người niệm Phật mình mà tại sao niệm đông mà giảng sanh ít? Tính nguyện có vấn đề. Tuy nói muốn giảng sanh nhưng thật không muốn vãng sanh. Có nghĩa là miệng thì niệm Phật muốn giảng sanh nhưng tâm không muốn giảng sanh. Mà giảng sanh là ngay cái tâm. Bây giờ nhà Đức hỏi quý vị nè. Quý vị cái miệng quý vị có thể sân si, chửi bới. Nhưng cái tâm quý vị không chửi bới. Thì cái này chỉ có miệng không có tâm. Là không nói vấn đề là ác. Nhưng nếu miệng như vậy mà tâm cũng như vậy luôn thì nó mới kết thành nghiệp thật sự là ác. Nghe không? Vậy thì quý vị nếu chỉ có miệng niệm mà tâm quý vị không chân thật muốn về cực lạc, vậy chỉ có cái miệng không chưa đủ tiêu chuẩn của tín nguyện giảng sanh. Mà thật sự giảng sanh là phải có cái tâm giảng sanh. Nhớ nghe quý vị, cái tâm là cái rất quan trọng. Mà chính cái tâm niệm Phật giảng sanh đó đó là cũng là nó giải luôn cái tâm đau khổ. Sự đau khổ của chúng ta trong cuộc đời này là từ tâm đau khổ mà ra. Như vậy thì phải đem có vật hiệu để vào tâm. Để vào tâm thương ngài, để có vật hiệu vào tâm, để vào tâm, để vào tâm. Trong tâm đó tự nhiên sẽ điều chỉnh, điều chỉnh, điều chỉnh, điều chỉnh. Quá giải cái tâm đau khổ. Khi quá giải cái tâm đau khổ thì hiện tướng hết đau khổ.
100% luôn. Quý vị hãy kiểm tra 100% phải là rõ ràng là khổ là từ tâm không? Buông khổ là từ tâm đúng không? Chứ đâu phải là miệng. Miệng nó không có khổ mà là tâm nó khổ. Mới nói là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm nghĩ sự thật. Nó nên từ tâm là phải chỉnh ngay cái tâm. Nên đau khổ là khổ ngay tâm. Như vậy thì phải dùng cái cách là niệm Phật phải từ tâm, nhớ Phật phải từ tâm, điều chỉnh cái khổ của tâm. Niệm Phật bán khổ, chữ niệm là nhớ từ tâm. Nên từ tâm nhớ, nên bán cái khổ, quên khổ. Quên khổ. Nếu như một người nghèo mà cứ nghĩ cái nghèo là quý vị đâu có nghĩ A Di Đà Phật. Nếu như quý vị nghĩ A Di Đà Phật, quý vị cứ tương lai, quý vị được Phật hay đã rước về cực lạc, thì quý vị sẽ không nhớ cái khổ, cái nghèo. Một cái người này bị vợ chồng bỏ, quý vị sẽ không khổ vì vợ chồng bỏ, là vì quý vị nhớ Phật, quý vị muốn về cực lạc, quý vị mới không khổ vì chuyện đó. Người này bị bệnh ung thư mà không sợ hãi là vì quý vị nhớ Phật, quý vị nghĩ Phật A Di Đà sẽ rước quý vị về thế giới cực lạc, nên quý vị không có sợ chết, nên quý vị không khổ. Có nghĩa là tất cả những cái khổ là từ tâm. Như vậy thì phải dùng cái tâm nhớ Phật thì quý vị mới hết khổ. Đó. Dùng cái tâm nhớ Phật thì mới hết khổ. Nên mỗi ngày bản thân những đức là từ tâm, những đức nhớ Phật. Tại vì đức nấu ăn những đức cũng phải niệm Phật, những đức trong công việc những đức phải niệm Phật. Và khi làm việc cho con người những đức nghĩ gì con người ta, nên là từ tâm những đức nhớ Phật, nên những đức mới nghĩ gì người ta, từ tâm những đức nhớ. Thì từ nơi đó mà cái khổ đến những đức nó quá giải rất là nhanh. Chuyện này chuyện kia đến những đức nó quá giải cái tâm những đức rất là nhanh. Và xin thưa quý vị, giết rồi con người mình nó nhẹ đối với vật chất danh lợi luôn. Là vì sao? Mình cứ nghĩ thế giới cực lạc quá bao la vạn trượng. Tại sao mình lại bị bó buộc trong cái sự nhỏ nhen của thế giới cực lạc này ở cõi ta bà này chứ? Đúng quý vị? Nói quý vị thấy không? Cái quân tập của cực lạc, tự nhiên mình nói nó sanh ra cái sự quên của cực lạc. Đó. Nên từ nơi đó mà mình phải tập thành quen. Nên cái người niệm Phật quen, quý vị, ai mà hô mình A Di Đà Phật, đó, nó quen vậy đó quý vị. Quân tập thành quen. Nên quý vị biết là phải làm sao cho câu Phật hiệu nó vào A Lại Gia Thức chúng ta nhiều. Là lên xe, trên xe cũng có điều niệm Phật, trong phòng có điều niệm Phật, bước lên cầu thang có điều niệm Phật, sân thượng có điều niệm Phật, xung quanh nhà có điều niệm Phật. Để làm chi? Mỗi lần nghe là gieo vào chủng tử, gieo vào chủng tử, gieo vào chủng tử, gieo thiệt là nhiều vào chủng tử. Vì vô lượng kiếp tạo nghiệp cũng gieo vào chủng tử, thức thứ 8. Thì bây giờ đời này phải gieo có vật hiệu vào cái thức thứ 8 cho nhiều, cho nhiều, cho nhiều. Nhiều thiệt là nhiều. Thì quý vị biết rằng là vô lượng kiếp cái nghiệp nó nằm ở dưới. Còn bây giờ đời này chúng ta phớt lên trên câu A Di Đà Phật. Nên mới nói là không giảng sanh. Nếu không giảng sanh thì cực lạc, thì cái nghiệp nó sẽ bùng phát lại. Nó nằm ở dưới, nó chưa có tiêu. Giống như bây giờ cái nước lu á, cái lu trong cái nghĩa là nước ở trong lu nó trong, nhưng ở dưới bị thấy có cặn không? Có cặn. Thì bây giờ nếu như quý vị không giải quyết được vấn đề của cặn thì nhất định cặn này sẽ bốc lên, chắc chắn là cặn sẽ bốc lên. Nên khi quý vị mà mới biết tu á, quý vị mới bị thấy nó an lạc là vì sao? Vì quý vị chưa bị chấp vọng tưởng. Đa phần cái người tu lâu họ bị cái bệnh này nè quý vị. Họ nghĩ mình niệm Phật mình phải dẹp vọng tưởng, nên từ nơi đó quý vị ít có sự an lạc. Nếu như quý vị lấy của cái tâm ban đầu là quý vị cứ niệm Phật đi, vì đừng có nghĩ cái vọng tưởng, thì vị niệm Phật rất là an lạc. Tại vì sao? Giải thích này hay nè, giải thích cái này hay nè, nghe nè, cái này quan trọng nè. Là cặn nằm ở dưới, cặn nằm ở dưới, nước trong ở trên rồi, thì cứ cái đà đó đổ nước trong lên. Cặn là gì? Vọng tưởng. Nước trong là gì? Câu A Di Đà Phật. Thì cứ đắp câu A Di Đà Phật lên, đắp lên, đắp lên, đắp lên, đắp lên, đắp thiệt là cao, thì cặn tử nghiệp theo cái nguyện đó Phật A Di Đà rước mình về cực lạc. Hay không? Quá hay chưa? Mà khi đã về cực lạc rồi, đã về cực lạc rồi, thì ở thế giới cực lạc nó không có cái nhân tố ác xung quanh để tác động. Mà không có cái nhân tố ác bị tác động thì cái nghiệp mà là cặn nó nằm im luôn. Mà nằm im luôn thì quý vị biết cái sức ảnh hưởng của cái bài pháp của Phật A Di Đà ở thế giới cực lạc sẽ làm cho cặn bã nó trở thành nước trong luôn. Kinh chưa? Quá hay không? Cái đoạn này mà nhận đức nó thiệt, mình không lẽ mình mà hét lên một tiếng lên lớn thiệt lớn, tại vì trong lòng nó cảm thấy nó vui quý vị à.
Nó vui khi mà tự nhiên tại sao mình nói ra được cái đoạn này, là để cho cái người niệm Phật có cơ hội giảng sanh. Nó đó là như vậy đó quý vị. Nó đó là như vậy đó. Hãy để cho cặn bã nằm im đi, đừng có nên tóc nó lên. Nói đến đoạn này hiểu nữa. Hãy để cho những cái không vừa lòng, không vừa ý im đi, đừng nên giải thích nữa. Thấy không? Mình thì mình nghĩ giải thích là tốt, nhưng mà nó càng giải thích thì càng xảy ra vấn đề. Hãy để cho nó im đi và mình niệm Phật. Mình cứ niệm Phật, mặt mình cứ niệm Phật đi, để nó chắc cao lên. Thì tự nhiên nó nằm ở dưới, nó đâu có trỗi dậy nổi quý vị. Có vật hiệu mình đắp lên quá dậy rồi. Rồi xong mai mốt mình về Cực Lạc, mình ôm mấy ảnh theo luôn. Mình từ bi mà quý vị, mình ôm theo luôn. À, mình ôm theo luôn á, thì lúc đó mình phải nhờ cái oai lực của Phật A Di Đà để hóa độ ảnh. Là Phật A Di Đà ngày thuyết xong là các cái cặn bã đó đó tự sẽ huân tập lại. Vì sao? Ấn Tổ ngày nói là tại phàm không giảm, tại thánh không tăng, tự tánh làm Phật vô cùng viên mãn. Nhưng bây giờ là do nghiệp chướng che mờ lý trí nên con người ta ác, chứ thật sự thì tự tánh Phật người ta là viên mãn. Nên để cho Phật A Di Đà độ họ, thì quý vị biết về thế giới Cực Lạc là họ sẽ được độ luôn. Hay quá, hay. Thì thấy không, cái người niệm Phật của mình là có cơ hội giảng sanh. Quý vị thấy rõ ràng cái giải thích này nè. Bây giờ thì thôi, bây giờ quý vị ơi, quý vị niệm Phật, bây giờ quý vị cứ lo niệm Phật đi. Đừng bao giờ mà cái chuyện người ta chưa tu gì mà đi rền rà với tan chi. Hoặc là tu trong chùa thì tu đi, đừng có kêu réo sùm tứ tung lang tang. Bắt buộc người ta làm chi, mình chỉ rủ thôi. Người ta đến đến thì thôi. Mình chỉ làm bằng cái tâm mình thôi, còn người ta đến đến thì thôi. Người ta đến cũng được, người ta đi cũng được, kể người ta. Đừng có bắt buộc, đừng có lôi kéo. Con, vợ, chồng đến tu cũng được, không đến cũng được, mình đến. Mình cứ gầy dựng mình đi khỏe hơn. Khi gầy dựng mình nó đến cái mức mà gọi là cao độ, thì lúc đó người ta muốn phá hoại không có được. Còn bây giờ mình như là một miếng băng mỏng thôi. Có nghĩa là mỏng quá quý vị à. Chỉ cần bùng phát một cái bể. Thấy quý vị, bùng phát cái bể liền. Mình mỏng quá. Đây là người ta cho mình cơ hội để mà mình sắp cao lên cho nó dày. Sao không làm đi? Thôi đừng có phạm vô. Đụng vô là nó bùng lên. Giống như cặn ở dưới mà mình lấy tay mình quậy nước cái là nó đục liền. Không, bây giờ mình gặp nước trong rồi, thôi mình cứ uống từ từ ở trên, từ từ lấy ray đi quý vị. Uống đi chứ tự nhiên mình đi. À, nói tới câu này tự nhiên lại nhớ đến cái này nữa. Nó quá hay quý vị ơi. Là mỗi ngày chúng ta an lạc. Chúng ta cứ giữ an lạc đi quý vị. Là mỗi ngày chúng ta an lạc, chúng ta giữ an lạc đi quý vị. Nếu như mỗi ngày an lạc mà nghĩ tương lai không an lạc cũng sai nữa. Đi bùng phát nữa. Hãy sống ngày nay an lạc đi, thì ngày mai sẽ an lạc, ngày mốt sẽ an lạc, và một tháng sẽ an lạc, và một năm sẽ an lạc, và cuối đời an lạc, và niệm Phật sanh Cực Lạc. Hay không? Hay không? Quá hay. Không quý vị ơi, đúng là một câu Phật hiệu này nếu mà chịu niệm mà chịu mà giảng mà bề chiên về tịnh độ như vậy nghe quý vị, càng hay hơn quý vị ơi. Đúng quý vị. Sao tự nhiên nói về công đoạn này xong cái tự nhiên sao trong đầu mình sanh ra liền luôn, không cần phải suy nghĩ. Thì ra là rõ ràng cái pháp môn tịnh độ này chỉ cần chịu niệm Phật thôi, hay dữ lắm quý vị ơi. Mà cái này quý vị biết là nó thẳng gốc từ tâm để giải tỏa. Còn nếu mà mình nói chuyện vui là nó vui từ cái bên ngoài, còn cái này là nó đột phá vô tâm. Quý vị thấy toàn
toàn là cái ở cuộc đời này. Nếu nói hại là hại, còn nếu nói giúp là giúp. Tùy tâm mình thôi. Đúng rõ ràng, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Nọ. Nên trong cuộc đời có cái dạy nó mới có cái khôn. Quý vị có khổ thì cứ khổ, nhưng xong rồi vì cái suy nghĩ mình có nên khổ hay không. Có buồn thì cứ buồn. Nếu quý vị buồn xong rồi vì suy nghĩ có nên buồn hay không. Có trách thì cứ trách. Chưa trách bây giờ thì nó bị ấm ức tâm thì cứ trách. Nhưng trách rồi suy nghĩ có nên trách nữa hay không. Có hạn thì cứ hạn. Nhưng mà hạn rồi thấy ai là người đau khổ nhiều hơn ai thì suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại quý vị. Không, cái này là cái thật tâm đó nghe quý vị. Đó, thì bây giờ mình phân tách ra hết trơn rồi. Mỗi người cũng như là một cơn mưa pháp rồi quý vị. Thì thôi mỗi người tự lãnh một cơn mưa pháp đi. Lãnh nhiều lãnh ít là tùy quý vị thôi. Đó. An lạc, vui vẻ, nhẹ nhàng trong tâm. Phật ơi, trong cõi này mà được gì thì hạnh phúc cỡ nào Phật. Thấy không? Đúng quý vị. Mình phải nói là Phật ơi, con sống trong cái cõi đời này mà con được gì thì còn hạnh phúc gì bằng nữa Phật. Thấy không? Nó có mấy cô gặp Như Đức, nói có một cái chị bị bệnh, chị đi chùa không được. Nhờ thầy động viên chị, gọi điện thoại cho chị, động viên chị vài tiếng. Rồi xong Những Đức nói rằng là để Những Đức gọi cho. Gọi anh nè. Nếu mà chị thật lòng thì chị ở nhà chị có nghe Những Đức giảng hay không? Nếu mà chị nghe Những Đức giảng gì thì Những Đức đã gọi cho chị rồi đó. Nghe không quý vị? Nên có những cái bản thân chúng ta không khéo giúp người ta mà là hại người ta rồi sao? Nếu như quý trọng Những Đức, dù ở nhà có bệnh cũng cố gắng nghe Những Đức giảng đi. Thì tất cả những cái gì cần gọi Những Đức sẽ gọi hết rồi đó. Cái gì Những Đức cần gỡ, Những Đức gỡ hết rồi đó. Mà gỡ gần 10 năm rồi, gọi gần 10 năm rồi mà chưa đánh thức được tấm lòng mình sao? Nhớ nghe quý vị, đừng nên nhờ thầy làm việc đó. Đúng quý vị, khó, tại vì bất chợt nó là tùy duyên, còn chủ động nó là phan duyên. Nên mong mỏi một người gặp Phật pháp nên hết sức trân quý. Bây giờ quý vị về đây, quý vị cũng biết chùa mình rồi. Với cái tấm lòng ở đây sống làm sao, thì mỗi một người quý vị về đây, quý vị thấy Những Đức, quý vị thấy cũng cực. Ông vui, nhưng mà thật sự nếu nói gì thế gian thì cũng cực. Nó, nhất là trong thời cuộc mà gì mà bao nhiêu người gì cũng lo lắm quý vị ơi, cũng lo lắm á. Khi mà nó thật sự mà nói lo á, thôi con quen rồi. Thôi nói tóm tắt là lo đó quý vị, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Mình cứ cầu nguyện mấy bà cụ, mấy bà được sống bình yên. Tại vì già rồi. Hai ngày nay thôi mà tính ra mười mấy người già đến sinh. Hồi sáng mới có ông cụ ốm như ốm nhách. Có mấy người nào dẫn đến đó. Nói ông cụ cũng bị con đuổi nữa. Nhìn mặt mày nhăn nheo hết. Những Đức hỏi ông cụ có giấy chứng minh không? Nói là có. Những Đức kêu ra gặp thầy Nhân An đưa bên Bảo Tháp cho có mấy chú chăm. Rồi có một cô lợi sinh cho một bà cụ ở mà bị con đuổi ra khỏi nhà. Hỏi là rồi bà có giấy chứng minh không? Nói bà không có giấy chứng minh. Nó không có giấy chứng minh thì phải làm thì mới nhận được. Nói là chờm sớm giúp cho bà. Nó không được. Tại vì khi làm giấy báo tử phải cần giấy chứng minh đàng hoàng. Nói giúp giùm làm giấy chứng minh. Hỏi bà đi được không? Nói bà đi được có một chân. Thấy khổ không quý vị? Đó.
Bây giờ gặp được cái tổ ấm gì cũng thấy mừng lắm đó quý vị ơi. Nên quý vị về đây mà quý vị còn không hiểu được nữa thì thôi. Mình về đây mình không hiểu được nữa thì thôi quý vị ơi. Nên quý vị hãy kiên cố tâm của mình mà niệm Phật. Nghe không? Kiên cố tâm mình mà niệm Phật đi. Bây giờ bữa nay 19 rồi. Thì đúng ra là 2 tháng nữa, đúng 2 tháng nữa là Diêu Âm ngày 9 luôn nghe không? Nhưng mà mình thì tổ chức ngày 18, 19, 17 thì đi rồi. Quý vị biết rằng tượng Phật đợt này những đức đặt nhiều dữ lắm. Những đức bây giờ rất chú trọng cái chuyện làm tượng Phật để tặng quý vị. Bây giờ những đức đang làm một cái mẫu tượng rất đẹp. Cái mẫu tượng rất đẹp. Tại vì cái mẫu tượng ngồi mà từ đó tới giờ nó lâu quá. Rồi tượng mà nó làm đổ ra làm như nó hơi từ từ, mặt hơi ốm lại. Tại vì nó đổ lâu quý vị. Cái khuôn đổ lâu á nó bị mòn đi. Nên bây giờ những đức đang coi một cái mẫu tượng rất đẹp, mặt mày cho đầy đặn. Mặt đầy đặn ta thương hơn nên mình phải làm Phật mặt đầy đặn quý vị ơi. Nên từ nơi đó thôi mình chắc mình cũng cố gắng buổi chiều ăn cơm đồ lại cho mặt đầy đặn lại. Thấy không? Nên từ nơi đó mà thì biết đó. Nên mình thôi bây giờ mình từ hôm nay không mà chia sẻ gì là cảm thấy là đặc biệt tịnh độ rồi đó quý vị ơi. Đúng không? Mà quý vị thấy vui không quý vị? Mà này là vui từ tâm đặc biệt mà gầy dựng tín nguyện càng mạnh thêm đúng không quý vị? Gầy dựng tín nguyện càng mạnh thêm. Đó. Vậy thì từ hôm nay chủ nhật nghe, chúng ta sẽ đi về cực lạc. Hiểu không? Chủ nhật từ hôm nay chúng ta sẽ đi về cực lạc. Thứ bảy quý vị đến đây vì sẽ đi về cực lạc. Thứ bảy quý vị sẽ đi đến vô lượng thọ. Chủ nhật quý vị sẽ đi về tới cực lạc luôn. Hiểu không? Đó. Thứ bảy như Đức Cha thường chia sẻ về 48 lời nguyện hoặc là những đoạn kinh vô lượng thọ. Còn chủ nhật những đức sẽ đọc những lời tổ sư tán thán thế giới cực lạc. Nghe không? Tuần nào cũng về đây quý vị sẽ hưởng được cái phúc báo của thế giới cực lạc. Thể giúp cho quý vị, giúp cho tâm quý vị an lạc. Tâm an lạc, tâm thoải mái, tâm tự tại sanh ra. Và về cái mặt tâm linh, u uất nặng nề sẽ được hóa giải từ công đức. Từ công đức nó mới quá dễ được quý vị ơi. Nên trong mùa hè này nè, tất cả các vị trưởng đoàn nhiệt tình giúp người ta đi tu. Cái công đức giúp người ta đi tu lớn dữ lắm. Một người trưởng đoàn mà không đi, những người kia khó đi. Những đức rất là tội nghiệp những người ta không đi được. Nên trong mùa hè này, những người chưa làm trưởng đoàn nên phát tâm làm trưởng đoàn đi. Còn những người đã làm trưởng đoàn rồi thì càng trưởng thêm, để cho nhiều người đi theo mình tu quý vị. Những đức sẽ nỗ lực hết mình, nào là chuẩn bị đồ ăn thức uống, nấu ăn đồ cho quý vị, rồi lên làm sao tán thán cực lạc bằng cả tấm lòng cầu Phật gia hộ cho quý vị nghe, hiểu không? Rồi về được thỉnh tượng Phật đem về thờ đó. Nên từ nơi đó nên nhiệt tình dẫn ta đi tu. Đừng có thói tâm dẫn đợi người đi tu nghe. Nó, bây giờ thí dụ như những đức cái gì thì đó là lỗi lầm những đức, nhưng quý vị dẫn người ta đi tu ở đây là tốt rồi. Hiểu không? Đó. Tại vì ở đây có tấm lòng muốn nhiệt tình, muốn đem tịnh độ, đem cái pháp của Phật mà muốn gỡ đến quý vị. Quý vị nên dẫn người ta đến để người ta nắm được cái pháp của Phật để giải quyết khổ đau cho cuộc đời người ta. Đúng quý vị. Nên phát tâm nhiệt tình lên.
rồi có con gái đồ mà muốn ở đây tu trong dịp hè thì lại đây, nó những đức sắp xếp cho các cháu, còn con trai thì qua bên kia, kệ cho các cháu có nhân duyên được ở trong chùa. Những đức sắp thời khóa tu đồ sẵn hết rồi, cho các cháu nó được tu tập rồi được vui ở trong chùa. Và thượng thì cũng thương nít lắm, thấy không? Nó nên từ nơi đó mà những đức chia sẻ vậy đó, mong quý vị về nhà càng siêng niệm Phật, tu tập hai thờ. Rồi trong cái thời điểm mà nghỉ hè này nè, ai vô đây cộng tu được thì vô đây. Nó thí dụ như muốn ở bên hộ pháp thì sẽ sắp xếp cho quý vị. Còn ví dụ như nam thì không có chỗ ở thì qua bên kia, rộng thênh thang, nữ ở bên đây. Nó mình cứ vô đây mình cộng tu. Nó mấy điểm chùa mà cơ hội dịp nghỉ hè. Nó một là gì? Khỏi ở nhà, khỏi nấu cơm. Hồi sáng có đứa bé nó u nu, nó mặc dễ thương lắm. Hỏi con, mùa hè năm nay con có vô tu không? Mặc dễ thương lắm quý vị. Nó mà công nhận nít nó quý như đứa nó gần gũi quá trời. Nó gặp mình nó chạy lại, nó đưa cái mặt gì cho mình nữa quý vị ơi. Nó thích mình, nó nít nó ngộ ghê á. Mà rất dễ thương, nghe nói, thầy ơi thầy, mùa hè năm nay con vô đây ở 3 tháng. Nói một câu mình thấy dễ thương ghê. Năm nay con ở 3 tháng ở trong chùa luôn. Thầy biết rằng con ở nhà mà con bé nó uống nu nó ập luôn à. Nó nói con ở nhà con ăn cơm dữ lắm thầy. Con đi vô đây con ăn cơm chùa cho mẹ con đỡ nóng. Nó một câu mà thấy cưng quá trời, thấy cưng luôn quý vị ơi. Nít nó nói chuyện, bởi vì như Đức nói mà, mình mà cái gì mà không vui một chút mình chơi với con nít nó vui lắm quý vị ơi. Vì con nít nó hồn nhiên à, nên những đứa rất là thích con nít quý vị ơi. Nên nó lỡ gần mình, nó nghịch nghịch gì mình cũng không có buồn nó đâu. Tại vì nó tự nhiên quý vị đó. Nên quý vị biết rằng là mình niệm Phật mình vui thì cái tâm mình lúc nào cũng vui, thì cảnh nó vui. À, trong cuộc đời này chúng ta có đi bán vàng, bán hột sòn hoặc bán nhà ha. Chứ khổ đâu ai đâu mà mua đâu mà đi bán ha quý vị. Mà đa bằng cái khổ của chúng ta là do quân tập và nhớ lại mới khổ, đúng không? Vậy thì vì sao niệm Phật mà bán được khổ? Vì mình không có quân tập cái khổ đó nữa, mình không nhớ cái khổ đó nữa. Mà mình nhớ Phật thì mình quên khổ, nên gọi là niệm Phật bán khổ. Thấy không? Vì sao mỗi ngày chúng ta thường nhớ Phật? Vì nhớ Phật đến khi chúng ta có sự cố khổ thì bản thân mình nhớ Phật. Cái này rất hay quý vị. Nó giống như chúng ta rèn luyện một cái môn gì đó, đến lúc thì chúng ta lại sử dụng được cái môn đó, mình chuyên môn. Còn nếu như mỗi ngày mà mình nay môn này mai môn nọ tùm lum môn, đến khi gặp sự cố mình không dùng cái môn nào được. Nên mình cần phải gây dựng cái tâm nhớ Phật niệm Phật. Nên cái công đoạn này Đại sư Thiện Đạo là hóa thân từ Phật A-di-đà. Công đoạn ngài nêu lên này, đoạn này lời dạy của tổ sư này. Vì nghe những công đoạn này tự nhiên tăng tính tâm tính nguyện niệm Phật của mình. Nguyên nhân Như Lai ra đời, Đại sư Thiện Đạo nói rằng nguyên nhân Đức Như Lai ra đời chỉ để nói bổn nguyện của Phật A-di-đà. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại đời năm ác trượt nói pháp 49 năm. Điều quan trọng nhất là dạy chúng ta niệm một câu Phật hiệu, giới thiệu cho chúng ta pháp môn tịnh độ thù thắng, có thể một đời thành tựu giải thoát sanh tử. Bây giờ quý vị coi, nếu nói về kinh giáo của Phật dạy thì bây giờ là nằm trong thời mạt pháp. Mà trong thời từ thời mạt pháp này cho đến khi pháp vận của Đức Thế Tôn qua đi là
Cũng như bây giờ chúng ta còn hơn 9.000 năm nữa. Mà từ đây cho tới hơn 9.000 năm nữa là cái quan trọng, cái pháp tu là ngay chỗ pháp môn Tịnh Độ. Nên á, Ngài Bá Trượng Thiền Sư, Ngài nói câu nói là niệm Phật là vững vàng nhất. Còn Tổ Sư dạy niệm Phật càng về sau càng phù hợp. Quý vị để ý đi, bây giờ mình đã thấy phù hợp rồi nè. Phù hợp là con người chúng ta bận bịu nhiều công việc, không có thời gian. Mà trong khi cái pháp niệm Phật là cái pháp áp dụng trong con người bận bịu, con người không rảnh rang. Và chúng ta là con người rất dễ bị hôn trầm, rất dễ ngủ gục. Mà pháp môn niệm Phật là pháp môn có thể áp dụng vào người hôn trầm ngủ gục. Phải không? Mà quý vị biết vì sao con người chúng ta bây giờ chúng ta ngủ nhiều và khù khờ hơn con người ngày xưa không quý vị? Vì cái mê về vật chất của chúng ta nó nặng hơn người ngày xưa. Mà đã là cái mê nhiều thì ngủ nhiều, hôn trầm nhiều, ít tỉnh táo. Từ nơi đó mà dùng cái pháp niệm Phật là tiện. Tại vì khi mình giật mình là mình niệm Nam Mô Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật là được một câu. Còn nếu như mà về cái việc tụng kinh trì chú thì chúng ta khó, vì chúng ta đã bỏ qua rồi là nó bị gián đoạn. Tại vì một bài chú phải hết bài, một chương kinh phải hết chương. Còn câu Phật hiệu, một câu Nam Mô Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật thì đã tròn vẹn. Đó. Nên nói lên cái việc mà phù hợp cho quý vị thấy, càng về sau lại càng phù hợp. Mà càng về sau thì con người chúng ta càng ngủ gục nhiều. Chứ không phải chuyện giỡn nghe. Thì quý vị tính từ cái thời Đức Phật còn tại thế là con người người ta căn tính rất là cao, người ta ít ngủ gục lắm. Người ta ít ngủ gục người ta mới ngồi thiền. Chứ mình mà bây giờ ngủ gục sao mình ngồi thiền quý vị? Đó, người ta ít bao giờ ngủ gục, người ta tỉnh táo lắm, nên người ta mới ở trong thiền định được. Đó, nên từ nơi đó mà, từ đó dài tới bây giờ thì con người chúng ta càng ngày càng đuối. Đúng không? Càng ngày càng mệt quý vị, rồi càng ngày càng bệnh nhiều đúng không? Đó, bây giờ quý vị thấy bệnh, con người bệnh rất nhiều đúng không? Rồi rất là nhiều cái khổ nó chiêu cảm đến với mình nữa. Nếu như mà không có cái pháp niệm Phật này thì khó áp dụng. Thí dụ như một người bị bệnh ung thư, bệnh này bệnh kia, bác sĩ chệ, quý vị coi phải cái pháp niệm Phật này là cái pháp cứu gấp được không? Cứu gấp được. Đó. Mà cái nguyện thứ nhất á, là Đức Phật đã nêu lên rằng là dù chúng sanh đã chuẩn bị đọa địa ngục mà nghe danh hiệu Phật mà phát tâm niệm Phật thì Phật vẫn cứu được. Quý vị coi phải khóa quá phù hợp một chúng sanh này cả đời không tu, mà bây giờ lại được dạy về tu, về niệm Phật. Mà bây giờ họ ung thư, họ gần chết, mình nói với thế giới cực lạc rất là đặc biệt, họ nghe, họ tiếp nhận, họ niệm Phật. Lúc đó họ niệm Phật, họ phát tâm cầu sanh cực lạc. Họ hội tụ nhân duyên, thọ mạng lúc đó đến, Phật A Di Đà tiếp dẫn họ về cực lạc. Phải phù hợp không? Quá phù hợp luôn. Nghĩa là đặc biệt, là cực kỳ phù hợp luôn. Nên mình càng tu pháp môn Tịnh Độ thì mình thấy quá phù hợp. Mà cái công đoạn này gọi là Ngài Thiện Đạo Đại Sư Ngài nói nghe. Mà Thiện Đạo Đại Sư là Phật A Di Đà Quá Thân. Mà lời nói là lời nói Phật A Di Đà Ngài nói đó. Mà Ngài nói lên rằng là mà Đức Thích Ca Mâu Ni là Ngài đến với cái cuộc đời này thuyết pháp 49 năm. Cái quan trọng là dạy chúng sanh niệm Phật. Mà pháp này gọi là pháp khó tin. Pháp khó tin nên Kinh Di Đà không người hỏi mà Đức Phật tự thuyết. Vì sao không có ai hỏi chứ nè? Vì có ai biết đâu hỏi. Nên pháp môn Tịnh Độ chỉ có Phật cùng Phật mới hiểu tột cùng. Còn những bậc A-la-hán vẫn không biết thế giới cực lạc. Sau này là Đức Phật thuyết Kinh A-di-đà, bậc A-la-hán mới biết thế giới cực lạc. Mà bậc A-la-hán biết thế giới cực lạc mà thấy thế giới cực lạc là nhờ thần lực của Phật đó nghe. Thì tụng Kinh Vô Lượng Thọ có phải không? Vì tụng Kinh Vô Lượng Thọ phải là Đức Thế Tôn kia giới thiệu thế giới cực lạc. Thì Đức Thế Tôn Ngài mới dùng thần lực của Ngài để cho tất cả các bậc A-la-hán phải nương vào thần lực của Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn gọi tôn giả A-nan
Tôn giả A Nan hãy hướng về phương Tây, đảnh lễ ba lại. Thì lúc đó Đức Phật A Di Đà thị hiện như là núi lớn, quang minh bao trùm tất cả Bồ Tát và bậc A La Hán. Phải không? Tụng kinh Vô Lượng Thọ coi. Đó, cho quý vị biết nghe. Quang minh Phật A Di Đà bao trùm luôn quang minh của Phật á. Tại vì sao? Nên mới nói là vô lượng quang. Phật A Di Đà còn một danh hiệu là Phật vô lượng quang. Có nghĩa là quang minh của Phật A Di Đà là phóng quang rộng khắp mười phương khắp giới bao trùm luôn. Ví như là nước mà tràn ngập vậy. Tràn ngập tất cả vạn vật nằm trong vũ trụ này, nước đã tràn rồi là ngập hết. Thì quang minh Phật A Di Đà là bao trùm hết vạn vật luôn. Vì tụng kinh Vô Lượng Thọ, quý vị sẽ đọc tới cái đoạn kinh, quý vị sẽ biết. Thì lúc đó nghe quý vị, lúc đó là Đức Thích Ca Mâu Ni và tất cả đệ tử rồi chờ người quỷ thần dạ so. Quý vị biết rằng lúc đó được chạm quang minh của Phật A Di Đà hết luôn, là người mù thì được sáng mắt, người què thì được lành lặn, người sân si thì trần cấu tiêu trừ, người tu chưa đạt thì đạt quả vị. Nó có nghĩa là quang minh, chạm được quang minh thôi là tự nhiên đạt được quả vị. Thì quý vị biết rằng là cái lợi ích trong cái lúc đó, quý vị biết mà Ngài nói về thế giới cực lạc, mà lúc đó mà Tôn giả A Nan đảnh lễ xong mà thấy Phật A Di Đà hiện ra và thế giới cực lạc hiện ra, tất cả các bậc A La Hán có nghĩa là không thể nào diễn đạt được sự an lạc và vui vẻ khi thấy thế giới cực lạc. Không tưởng tượng được quý vị ơi. Quý vị biết rằng con người trong cái lúc đó hạnh phúc cỡ nào. Hạnh phúc không tưởng tượng được mà chạm được quang minh. Mà Đức Phật A Di Đà Ngài với Đức Thích Ca Mâu Ni thị hiện để diễn luôn. Thì lúc đó quý vị biết rằng là Phật A Di Đà Ngài phóng quang luôn, bao trùm hết chứ. Cái vũ trụ Đức Phật A Di Đà Ngài bao trùm hết luôn quý vị. Phóng quang mà các bậc A-la-hán nhìn thấy Phật A Di Đà to không tưởng tượng được. Nhìn giống như là nhìn thấy Phật A Di Đà và thế giới cực lạc thì giống như là chỉ có 2-3 thước. Thấy gần vậy đó quý vị. Nhìn thấy tự nhiên thấy Phật A Di Đà và thế giới cực lạc có vài thước à. Không tưởng tượng được gần gũi vậy đó. Thì bởi vì mới thấy được thế giới cực lạc quá thù thắng. Thì lúc đó tất cả các bậc A-la-hán chờ người dạ so quỷ thần đều là vui vẻ và phát nguyện cầu sanh cực lạc. Đó, những vị lúc đó giảng sanh hết rồi. Giảng sanh hết rồi. Nó thì tại vì cái lúc đó mà gặp trường hợp gì thì giảng sanh hết rồi còn gì. Cái đó để lại cho mình. Bây giờ tới mình thì giảng sanh nè. Tới mình giảng sanh. Đó. Thì bây giờ quý vị coi, cái khổ đau của con người chúng ta là do nhớ mà thành khổ. Vậy bây giờ chúng ta tập nhớ Phật quý vị. Nhớ Phật. Nên công đoạn này nhắc chúng ta phải gầy dựng tín nguyện niệm Phật. Và mới tin cái lời dạy Đức Thế Tôn. Đã Đức Thế Tôn đến với cõi đời này, quan trọng là giảng tịnh độ cho chúng sanh để tiếp nhận, để tu, để cầu giải thoát. Mà bây giờ Đức Phật đã phát tâm từ bi như vậy, mà bây giờ mình không tin Phật mà mình tin ai? Phật mà mình còn không tin, mình tin ai giờ quý vị? Đúng không? Mà những công đoạn này bị yên tâm đi, dù có trải qua thời gian lâu xa, nhưng mà những công đoạn này là chân chánh giải thoát nên mới tồn tại. Nếu mà những công đoạn này mà để lại mà không phải đúng nha, là Đức Phật hoặc bậc A-la-hán đến để mà điều chỉnh lại liền, không có để cho những công đoạn này tiếp tục lưu truyền đâu. Tại vì những công đoạn này đúng mới tồn tại lâu dài, thấy không? Tồn tại hoài vậy đó. Mà tồn tại kinh giáo của Phật, tồn tại sách vở của tổ sư, là quý vị biết rằng tổ sư cũng là những bậc Phật và Bồ Tát đến thì hiện đến. Nên lời dạy các ngài giống như lời dạy của Phật Bồ Tát vậy đó, là truyền tiếp tục, truyền. Thì Long Thần hộ pháp, các bậc hộ pháp hộ trì cái lời dạy đó. Nên từng đời đi qua nhưng lời dạy này tiếp tục truyền đi, là nhờ các bậc hộ pháp. Mà các bậc hộ pháp đó
có khi cũng là những con người bình thường như mình, thấy không? Họ đem cái lời dạy đó tiếp tục họ truyền đi, rồi Phật Bồ Tát tiếp tục đem lời dạy đó nói lên, cái nói hoài truyền ra, đời này qua đời nọ cứ dạy hoài vậy đó, để cho con người ta được nghe và hành trì. Được nghe và hành trì. Bây giờ nhà Đức nói với quý vị, nếu quý vị mà không nghe giảng dạy gì sao quý vị biết? Khi quý vị đâu có biết đâu, nó phải có người giảng dạy thì chỉ quý vị là cái lời đó đó, nó mới nói là tôi nghe như vậy, bây giờ tôi nói lại như vậy, tôi nghe như vậy và nói lại như vậy. Nên quý vị thấy khi tụng kinh không, mới vào như thị ngã văn là tôi nghe như vậy và tôi nghe lời của Phật nói như vậy và tôi nói lại lời của Phật như vậy, không thêm không bớt đó. Nên từ nơi đó mà chúng ta mỗi người khi nghe gì nè, thiện căn thì mình sẽ rất là tin, mà mình tin cái mình có sự an lạc liền quý vị ơi. Mình tin tự nhiên mình có được cái sự an lạc dữ lắm. Quý vị nghe cái công đoạn cũng tổ sư để lại nè: niệm Phật, người niệm Phật có đại phước báo. Nghe nè: người có thể nghe và tin được một câu Phật hiệu này là người có nhiều đời nhiều kiếp, đến nay tích lũy biết bao duyên lành phúc đức mới có thể đời nay gặp nghe và thụ trì pháp môn tịnh độ. Vì thế người thường niệm Phật sẽ có phước báo lớn. Cái phước lớn của người niệm Phật á, quý vị đừng có nên nói cái chuyện là quý vị làm ăn phát đạt, nhà cao cửa rộng ở đây. Mà cái phước lớn của người niệm Phật là cái tâm bình an á. Cái tâm bình an á, mình ở trong cái nghèo, cái khổ mà mình không khổ á, đó mà là người có phước. Còn có những người, người ta rất là giàu nhưng người ta rất là khổ trong cái giàu có. Người ta giàu mà người ta không biết đủ, người ta giàu mà người ta rất là khổ. Người ta giàu mà người ta rất là keo kiệt, người ta không biết thương ai, không biết giúp đỡ ai, thì chưa nói là có phước đâu quý vị. Tại vì cái người niệm Phật này có đại phước báo, khi họ đã có cái phước là cái tâm họ nghĩ thiện, cái tâm họ nghĩ việc tốt, cái tâm họ nghĩ giúp người, cái tâm họ nghĩ lợi ích cho người khác, và họ lại thọ trì pháp môn tịnh độ, và họ còn đem pháp môn tịnh độ đi truyền bá, mà họ sống những ngày tháng rất bình an, và đến ngày giờ thì họ lại được Phật A Di Đà rước về cực lạc. Nó đại phước báo đó, phước báo vậy đó. Cái chữ đại phước báo này, đại phước báo nghe, cái chữ đại phước báo này là cái chữ này là cái chữ ở thế giới cực lạc. Chứ ở thế gian này thì không có dùng cái câu đại phước báo. Cái chữ đại là nó quá lớn quý vị, mà chỉ có thế giới cực lạc mới là thật sự người đại phước báo. Còn mình ở đây gọi là tiểu phước báo. Tiểu thôi quý vị ơi. Tiểu là chúng ta hưởng được cái phúc báo của thế giới cực lạc. Khi mình niệm Phật mình có được sự an lạc. Nhưng mà tiểu là gì? Bản thân mình sẽ bỏ mạng ở cõi đời này, nên mình còn tiểu. Và mình còn nhiều cái việc không vừa lòng, không vừa ý, nên gọi là tiểu. Tuy cũng có phước, cũng vui, nhưng có những lúc vui và có những lúc cũng buồn, có những lúc bình an và có những lúc cũng lo âu, nên gọi là tiểu. Còn cái chữ đại phước báo này là chỉ có thế giới cực lạc. Nên á, cái câu mà người niệm Phật có đại phước báo này là ý nói người niệm Phật này sẽ sanh về cực lạc. Câu này mới quan trọng. Nếu cái câu này mà là bình thường chia sẻ thì quý vị sẽ nói quý vị niệm Phật đi, phước báo quý vị sẽ lớn lắm, làm ăn phát đạt này kia lắm, là cái câu phương tiện thôi. Còn cái câu này gọi là cái câu mà gọi là phải nói rõ là chánh văn đi, là nhắc nhở mình chân thật chân chánh để cho mình niệm Phật cầu sanh cực lạc đó. Thì ở cực lạc mới đại phước báo. Giảng chắc cộng lông mi rớt vô mắt. Nên từ nơi đó mà quý vị nhớ, nên mỗi một người mình á, mình gặp tịnh độ mà mình tin tịnh độ là điều quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn. Nhớ nghe quý vị, mà tin phải tin làm sao mà phải được bồi dưỡng á. Bây giờ những đức nói quý vị nghe nè, một cái cây bồ đề chúng ta trồng xuống đất,
Đã nói là bồ đề thì mọc trong nhiều lãnh vực, đất đá núi non khô cằn sỏi đá bồ đề vẫn mọc, dù là chỉ là cái cây bồ đề thôi. Nếu nó cây bồ đề thọ, bồ đề còn dịch nghĩa ra là giác ngộ. Bồ đề là giác ngộ, có nghĩa là bồ đề có thể mọc trong mọi lãnh vực để sống, bất cứ vùng đất nào và địa phương nào, và ở không kỵ bất cứ một cái địa phương nào, ở nơi nào bồ đề cũng mọc được hết, và nơi nào bồ đề cũng sống được hết. Thì biết rằng ở ngoài này nè, hòa thượng mình trồng một cái bồ đề, hòa thượng rất là sợ, cực kỳ sợ luôn. Đó là sợ cái gốc bồ đề nó đâm xuyên ra ngoài rồi nó mọc tùm lum tùm la hết trơn. Gốc bồ đề dữ lắm quý vị, có thể xuyên vào nhà, đâm vào tường, ghê lắm nha quý vị. Thì quý vị biết rằng hòa thượng nói: mấy ông đào xung quanh cho tôi, mấy ông đổ sắt xuống cho tôi, lấy sắt kìm xung quanh, đổ bê tông xuống chắc cho tôi. Ghê không? Mình nói rồi, kiểu này nó sống nổi không ta? Cái lỗ tí tì nhát nó tuốt vô trong đó, xung quanh bao phủ sắt, sắt không mà xi măng không, rồi nó sống làm sao ta? Quý vị tin rằng là cái gốc bồ đề tự điều chỉnh đi xuống. Kinh rồi. Đi xuống. Và bồ đề đi xuống, khi đi xuống xong rồi thì ảnh lại bẻ lên. Anh đi qua vị trí sắt đó, anh bẻ lên, anh xong. Quý vị chặn luôn ở dưới, ở dưới bị đào, đào hết luôn, bị đổ xi măng, đổ sắt ở dưới luôn, bích xung quanh là hết luôn, để có bồ đề xuống, dặn sống luôn. Và sự sinh tồn của ảnh là ảnh đi lên. Anh đi lên tại vì cỡ nào cũng còn cái cây. Cái cây làm sao bị bích được, còn cây. Ảnh sẽ xuyên vào cây, ảnh đi ra lại. Và gốc của ảnh bám vào những vị trí đất, qua khỏi chỗ đổ bê tông. Một cái cây thôi cũng dạy chúng ta một bài học vô cùng sâu sắc. Đã nói bồ đề là giác ngộ. Nếu bạn là người học đạo giác ngộ thì ai chặn được con đường của bạn đi? Đúng không? Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về thỉnh độ. Chùa chúng ta mỗi tuần chủ nhật đều khóa tu Phật tử khắp nơi nơi chúng ta về đây để dự khóa tu ngày chủ nhật, niệm Phật, nghe Pháp, phóng sanh cũng thiết thực. Cái công đức này của toàn thể đại chúng tu tập rất là lớn. Trong kinh Đức Phật dạy, đức chúng như biển cả mênh mông, nên chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ, nhờ Ngài xây chùa mà chúng ta có chỗ về đây tu tập nương tựa. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an cho tất cả đại chúng và gia quyến của quý vị và tất cả những chúng sanh ở quả địa cầu này được bình an. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em của chúng ta trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết quan, chết ức, chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới đều được thừa hưởng những công đức này. Nguyện thần thức quý vị sáng suốt tỉnh táo, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, nương vào bổ nguyện niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn khổ đau như cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tây như cung, Phật tự công nguyện dị tự công đức vô cập nhật tiệt. Ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo, như đăng ngũ tình chung ngã kim tí nhự cung, tiết hộ tình công nguyện dị tự công đức vô cập mơ nhật tiệt. Ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo,
như đăng cô hồn chung á, ngã kim tí như cung thử thực biến thập phương nhất thiết hồn cầm nguyện dị tử công đức vô cập mư nhật thiệt ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành vẫn đào án một lục lăng ta bà ha án một lục lăng ta bà ha ta bà ha án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng việc nhật ra hồng gia trì chú thực diệu giả đà biến thiểu thành đa giai bảo mạng nam mô xá sanh tham bồ tát nam mô xá sanh tham bồ tát nam mô xá sanh tham bồ tát ma tát gia trì chú thực diệu giả đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng nam mô xá sanh tham bồ tát gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng nam mô xá sanh tham bồ tát gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng nam mô xá sanh tham bồ tát nam mô xá sanh tham bồ tát nam mô xá sanh tham bồ tát ma tát cô hồn ơi hương linh ơi chiến sĩ chẳng vong động bà thập nhị loại cô hồn ơi ô bị vô danh thai nhi vì nghiệp phá thai ơi ở phương tây thế giới an lành con nay xin phát nguyện vạn sanh bi tiếp độ nam mô tây phương cực lạc đại từ đại bi a di đà phật 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 di đà phật A 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 di đà phật di đà phật A di đà phật A di đà phật A di đà phật di đà phật A di đà phật A di đà phật A di đà phật di đà phật A di đà phật A di đà phật chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Cái công đức phóng sanh này rất là thù thắng quý vị. Nhất là các cháu nhỏ mà còn nhỏ mà được làm lễ phóng sanh gì nè, các cháu sẽ có một cái sự chuyển nghiệp rất đặc biệt. Nếu cháu nào bệnh đau đồ nè, ăn không ngon ngủ không yên hoặc chậm nói đồ ha, hoặc là có những người ung thư bệnh đau đồ á, cố gắng ăn chay phóng sanh niệm Phật, cái này hay dữ lắm. Nó nên từ nơi đó mà có thể chuyển hóa được cái nghiệp rất đặc biệt. Như các cháu này mà tương lai mà nhiều đứa nó lớn lên, nó bắt hiếu với cha mẹ, nhưng mà đi đến chùa sớm gì nè,
rồi được phóng sanh niệm Phật đồ, đứng ngoan đàng hoàng. Sau này lớn lên hết bất hiếu với cha mẹ, chuyển hóa nghiệp. Có đứa bé kia về cấp nó đi đến chùa mình mà nó chậm nói lắm. Nó hình như là 6-7 tuổi vậy mà nó nói mấy câu. Vậy mà dẫn đến cái lớp đệ tử quy mình, thời gian giờ nó nói quá chen luôn. Mẹ nó nói bây giờ nó nói còn hơn mấy đứa nhỏ nít khác. Vì thấy ngộ ghê, nó chuyển nghiệp quý vị ơi. Nên cái công đức này lớn dữ lắm. Nên cầu nguyện cho quý vị mà về chùa ai cũng chuyển hóa được cái tâm mà hung dữ rồi buồn phiền đồ hết. Rồi từ từ quý vị hiền, hiền như cục đất. Hiền quá trời hiền nghe không? Vì vui vẻ nghe. Rồi những người ung thư đồ phấn chấn lên để mà niệm Phật cầu sanh cực lạc. Giờ chúng ta đọc tam quy y này quý vị. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật để thả chim nha. A Di Đà Phật. 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 Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc vị an lạc vị ơi.